Trường 3820 là nơi này không sai. Quy nhất nói tới lời này, quá rung động, để hắn không thể tin được. Người cái tên này là nhớ tới cái gì đến rồi? Mục Vân vội vàng hỏi, Quy nhất không có trả lời, mà là nói thẳng, đi vào trước nhìn kỹ hãng nói. Mục Vân bĩu môi, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa, có tại cái này ra vẻ thâm trầm. Quy nhất lúc này, tới gần cửa lớn, hai tay ở giữa, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, khí tức bá đạo, tại thời khắc phóng thích ra. Thời không thay đổi, Mục Vân chờ mắt nhìn thấy, đại môn kia trước, xuất hiện nhất đạo vòng xoáy, phảng phất vòng xoáy lúc này, đem đại môn phá vỡ. Quy nhất vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Thất thần làm cái gì? Tiến đến A, à, Quy nhất âm thanh vang lên, nói thật làm cái này môn, là một mực duy trì. Mục Vân vội vàng tiến vào bên trong, xuyên qua đại môn, tiến vào trong cung, thân sau đại môn vòng xoáy dần dần tiêu tán. Thấy cảnh này, Mục Vân nhịn không được nói, mỗi ngày nghe tứ đại bản nguyên, tứ đại bản nguyên, thiên một, địa một, mệnh nhất, quy nhất, người đại biểu là thời không bản nguyên, đến từ thời không, quy vu thời không, đến cùng cái gì là bản nguyên. Mục Vân đúng là thật tò mò, tứ đại bản nguyên, thiên một đời biểu thiên đạo, địa một đời biểu đại địa, mệnh nhất đại biểu sinh mệnh, quy nhất đại biểu thời không. Chỉ là đối cái này bốn vị Mục Vân quả thực rất là hiếu kỳ. Không biết là sao, ừm, không biết liền đừng hỏi. Quy nhất từ từ nói, về sau dù sao vẫn là hội biết đến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trợn trắng mắt, cái này ra hỏa, hiện tại là càng ngày càng không đề cao bản thân. Vào xem, Quy nhất giờ khắc này ở trước dẫn đường, hai người phía trước, liên miên liên nguyên cung điện, phảng phất là lan tràn vô tận đầu, nhìn một cái, vàng son lộng lẫy bên trong, từ nơi sâu xa, phảng phất là ẩn chứa nhất đạo đạo thiên vận loại cảm giác này giống như đại điện này cả cái là ẩn tàng giữa thiên địa lúc nào cũng có thể tiêu thất hoàng đế cung mục vân thì thầm nói cảm giác thật quỷ dị tựa hồ lúc nào cũng có thể sói mòn quy nhất lúc này chân thành nói đi đến hoàng đế kia các loại cấp bậc ở chi chỗ tự nhiên không có khả năng là cố định tại một cái nào đó vị trí nếu là như vậy trước kia hoàng đế bỏ mình đế minh đã đem một cắt hủy diệt Hoàng đế cung bản thân, không thua kém một kiện đỉnh tiêm cửu phẩm giới khí, thậm chí là đế khí, tự có linh tính, hội căn cứ nguy cơ, đến xê dịch vị trí của mình. Cung điện sinh linh, mục phân càng là kinh ngạc, lần này đến võ giả, cũng không có uy hiếp được hắn, cho nên nó cũng không gấp rời đi, mà là tại nơi đây ngừng cách. Mục phân lần nữa nói, có chúa tể cảnh xuất hiện, hắn cũng không cảm giác được uy hiếp. Quy nhất như là là nhìn xem ngớ ngẩn, Nhìn chằm chằm Mục Vân, nói ta không phải nói cho ngươi sao, hoàng đế rất cường đại. Hai người lúc này, một bước xâm nhập cung điện bên trong, đi đến một tòa đại điện trước, chỉ thấy đại điện bên trong trang trí cực hạn xa hoa, từng thanh từng thanh ghế xếp, nhìn kỹ lại, đều là tinh thiết chế tạo. Cũng không phải là là bình thường tinh thiết, mà là có thể luyện chế thất phẩm giới khí, thậm chí là bát phẩm giới khí tinh thiết. Mục Vân nhìn thấy những cái kia chỗ ngồi, đã là khó mà chuyển bước những vật này dọn ra ngoài, lại tế luyện, chế tạo giới khí, tuyệt đối uy lực phi phạm A. Mục Vân nhịn không được nói, đừng nhìn, chuyển không đi. Quy nhất nói thẳng, đây đều là cùng hoàng đế cung hợp thành nhất thể, người mang không đi. Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Mục Vân im lặng nói, cái này cũng mang không đi, cái kia cũng mang không đi, đến không A. Một ít đồ vật còn có thể mang đi. Quy nhất nói thẳng, trước đó người mắt trái xuất hiện dị dạng, ta suy đoán, khả năng cùng hoàng đế cung nội ẩn giấu một kiện đồ vật có quan hệ, bất quá cũng không thể xác định, hiện tại, người mắt trái có thể có cảm giác gì. Không có, nói nhảm, quy nhất lần nữa nói, người tuyệt không thi triển mắt trái uy năng, tự nhiên là không có, thi triển ra thương thiên thần chảm cùng thương thiên tai nan thử nhìn một chút. Được, mục phân lúc này, mắt trái hiện ra thương thanh sắc quang mang, nhất thời ở giữa, nhói nhói cảm giác càn quét toàn thân, mắt bên trong huyết lệ chảy xuống. A, à, một tiếng kêu đau mục vân lúc này thân thể run rẩy không thôi cảm giác như thế nào quy nhất không kịp chờ đợi nói bên kia mục vân khoát tay nhất chỉ nói ở bên kia phương vị quy nhất không nói hai lời kéo mục vân hướng phía chỉ phương hướng mà đi trên đường đi từng tòa đại điện quy nhất căn bản lười đi cha nhìn oanh kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên hai người đảo mắt ở giữa đi đến một tòa đại điện bên trong chỉ là đại điện mặt đất bên trên tại thời khắc lại là đổ sụp ra phảng phất một đầu địa đạo lan tràn xuống đất ngàn vạn trượng nhất một mắt thấy không đến phần cuối mà tại kia đường hầm bốn phía có lấy xích hồng sắc hòn đá bao trùm phóng xuất ra nhất đạo đạo tai nạn khí tức oanh kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên mục phân lúc này đình chỉ phóng thích không gian lợi nhận con mắt cảm giác đau đớn tiêu thất mà tại thời khắc quy nhất nhìn về phía hạ phương thì thầm nói là nơi này không sai. Xuống dưới, không nói hai lời, quy nhất nhắc lên mục vân, trực tiếp rơi xuống. Dây lát ở giữa, một cỗ cực nóng đốt thân khí tức, vây quanh mục vân. Đau đớn cơ hồ là muốn đem mục vân cho nướng chín. Lại nhìn quy nhất, bốn phía không gian thay đổi, lại là mảy may không bị đến ảnh hưởng. Người liền không thể đem ta cũng bảo vệ. Mục vân ngao ngao kêu lên, làm không được, người không phải có thiên địa hồng lô sao chính mình bảo vệ mình. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng lại không đi quản quy nhất, tế ra thiên địa hồng lô, quanh quẩn tại thân thể mình bên trên, cảm giác nóng rực tại thời khắc biến mất. Hai người một đường chìm xuống, phảng phất ngàn mét, vạn mét, vạn vạn mét, không có phần cuối. Thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy phần cuối, có thể là phần cuối phía trên, lại là một mảnh nham tương đại địa, nhấp nhô nham tương, phóng xuất ra khói đen, ục ục bốc hơi nóng. Hai người ngừng lại thân thể, đứng tại nham tương phía trên. Một mắt thấy hướng bốn phía, thông đạo hạ, phảng phất là một mảnh nham tương thế giới. Mục phân nhịn không được nói, đây là tới đến địa tâm sao. Không phải, quy nhất nói thẳng, người tu hành tràng địa, bị dày vò về sau lưu lại mà thôi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hãi nhiên, tu hành tràng địa, có thể đem chính mình tu hành tràng địa, pha trộn thành cái bộ dáng này. Sẽ là ai, cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa, Cực nóng khí tức lưu chuyển không ngừng. Quy Nhất nhìn về phía Mục Vân, cười nói: "Tiểu tử ngươi, trước kia cái này Thương Thiên Chi Nhãn không có phí công đến." "Có ý tứ gì?" Mục Vân không giải, nhìn về phía Quy Nhất, nói: "Ngươi hắn muốn nói liền nói với ta rõ ràng, đặt cái này ra vẻ cao thâm làm gì?" Nhìn thấy Mục Vân tức giận, Quy Nhất cười nói: "Ta nói cho ngươi, thương đế cũng tốt, hoàng đế cũng được, tuyệt không phải hiện nay Xưng Hào Thần Xưng Hào đế có thể so sánh với." không phải thần đế, lại là so xương hào thần xương hào đế cường đại gấp 10 gấp trăm lần tồn tại. Ví như người dùng hợp thương đế chi nhãn, thương thiên thần chảm cùng thương thiên tai nan, đều là không gian công kích diệu dụng, đây là bởi vì thương đế trước kia hai con mắt tu luyện thần thông, chính là như thế. Quy nhất nói, Mục Vân lại là một mực ghi nhớ. chương 3821, Hoàng đế chi nhãn. Cường đại đến hắn nhóm cái kia cấp bậc, một con mắt uy năng đều là vô biên, có thể so với một kiện đế cấp thần khí, siêu việt giới khí uy năng. Quy nhất tiếp theo nói, thường đế hai tay, hai chân thậm chí là trái tim, đều là có được vô cùng cường đại uy năng. Hoàng đế tại viễn cổ thời kỳ, uy chấn hoàn vũ, cũng là như thế. Hoàng đế huyết nhục, đủ để cho một vị giới chủ, nhảy lên thành là chân chính chúa tể. Hoàng đế thân thể, cũng là nắm giữ vô thượng tiềm năng, người minh bạch sao. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân gật đầu nói, người nói ra đến, ta liền minh bạch. Bất quá là năm đó, hoàng đế bị giết, nên là nhục thân tuyệt không có thể được đến bảo tồn, phỏng chừng cũng chính là cùng thương đế, khả năng con mắt, hay là tay, cái gì một loại, tản mát thương lan ở giữa, đại đa số nhục thân, hẳn là bị hư hao. Đáng tiếc, Mục Vân tán thán nói, nếu là ta có thể nuốt, có hay không có thể thành vì thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, thậm chí là phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh. Quy nhất nhìn một chút Mục Vân, cười ha ha, không thèm để ý. Mục Vân lần nữa nói, thương đế cùng hoàng đế cũng là cửu mệnh thiên tử mệnh số, nói như vậy, hắn nhóm cũng hẳn là sẽ đại tác mệnh thuật rồi. Từ thương đế đến hoàng đế, lại đến diệp tiêu diêu, đều hẳn là nắm giữ chỉ ít ngàn vạn năm thọ nguyên, đặc biệt là tiêu diêu thần đế, nắm giữ ngàn vạn năm thọ nguyên, liều mạng một lần, trực tiếp thiêu đốt, kia đến thu hoạch được nhiều lớn thiên địa chi lực, liền cái này dạng đều cũng không phải là đối thủ của đế minh quy nhất lúc này lần nữa nói đại tác mệnh thuật có lẽ đi đến đế cấp thần cấp khả năng liền không có này các loại uy năng đi cụ thể ta còn không có nhớ lại bất quá cũng nhanh quy nhất chân thành nói rất nhiều chuyện ta đã là có manh mối bất quá còn chờ khảo chứng mục phân nghe vậy kích động không thôi người đây chính là một bản di chuyển cổ lão sử ký đáng tiếc một mực mở không ra hiện tại cuối cùng là có thể mở ra quy nhất nếu là nhớ lại trước kia diệp tiêu diêu biết rõ sự tình Mục Vân tuyệt đối khẳng định, này sẽ là để người kinh tâm động phách chuyện lớn. Thậm chí, sự tình liên quan thời kỳ hồng hoang, võ đạo phục diệt hết thảy. Đế Minh vì cái gì một mực muốn giết cửu mệnh thiên tử? Cửu mệnh thiên tử lại là bắt đầu nói từ đâu? Vẹn vẹn là cái này một điểm, cũng đã là quấy nhiễu Mục Vân quá lâu quá lâu. Oanh, lúc này, nham tương nội bộ, tiếng oanh Minh vang lên. Quy nhất nhìn thấy dưới chân nham tương dâng trào, mở miệng nói, nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phong cấm hoàng đế chi thân một vật, ta vì ngươi lấy ra. Hảo tâm như vậy, muốn hay không, đương nhiên muốn, nghe đến lời này, quy nhất lần nữa nói kia liền chuẩn bị tốt, tiếp nhận một ít thống khổ. Ừm, quy nhất một câu rơi xuống, bàn tay trực tiếp chụp hướng mục phân. a à, nhất đạo thê thảm tiếng kêu rên, truyền lại tại cả cái nham tương chỗ bên trong. Mục phân thân thể rút lui, bàn tay che lấy chính mình mắt trái, tiên huyết như rót, tại thời khắc lưu lại. Mà mắt trái lúc này, lại là xuất hiện ở quy nhất trong tay. Thương đế chi nhãn, cùng ngươi dung hợp, hoàng đế trước kia xem như bị đế minh mê hoặc, cùng đế minh liên thủ, giết thương đế, thương thiên chi nhãn đối hoàng đế có thể nói là mang theo chủ nhân phẫn nộ cảm xúc. Ta trước tiên đem ánh mắt ngươi giữ lại, tránh khỏi cái này cỗ phẫn hận, cổ động ngươi suy nghĩ bị hao tổn. Nghe đến quy nhất giải thích, Mục Vân nhịn không được giơ chân mắng, ngươi liền không thể nói với ta một tiếng. Đau chết lão tử, tiếp xuống, nhìn tốt, lúc này, Quy Nhất cầm trong tay Mục Vân mắt trái, một tay ném vào hạ phương nham tương bên trong. Mất, mất, Mục Vân cái này nhất khắc, mắt phải chừng đến xít sao. Nếu là người ngoài, Mục Vân đã sớm một bàn tay đập bay. Oanh, mà nhất thời ở giữa, sau một khắc, nham tương bên trong, sóng lớn mãnh liệt. Mục Vân cùng Quy Nhất dây lát ở giữa thân ảnh đằng không mà lên. Chỉ thấy kia nham tương bên trong, đột nhiên bị xé nứt ra. Mục Vân mắt trái tại thời khắc, chậm rãi bay lên. Chỉ là, tại kia mắt trái đối lập vị trí, đồng dạng cũng là xuất hiện một con mắt. Hoàng mang chi sắc con mắt, Quy Nhất thấy cảnh này, vui vẻ nói, tiểu tử ngươi, dẫm nhầm cầu thì Hoàng đế chi nhãn, Hoàng đế chi nhãn, Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía kia Hoàng mang con mắt. Lúc này, thương thành sắc thương đế chi nhãn cùng hoàng mang sắc hoàng đế chi nhãn, xa xa rằng co. Tiếp xuống, làm thế nào? Mục vân nhịn không được mở miệng nói, có thể làm thế nào? Tự nhiên là bắt lấy hoàng đế chi nhãn, người nếu là dung hợp hai con mắt, mắt trái cùng mắt phải điều hòa, một mắt không gian, một mắt thời gian, trưởng khống thời không lực lượng, bạo phát có thể là rất có thể nhìn. Trưởng khống thời gian, mục vân lúc này, nhìn về phía hai cái rằng co đôi mắt. Lại thế nào thu lấy? Mục Vân hiện tại như là tiểu bạch si, cái gì cũng đều không hiểu. Quy nhất lúc này lại là kiên nhẫn nói, chờ một chút. Người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xuống xem một chút. Lời nói rơi xuống, Quy nhất thân ảnh biến mất không thấy. Mã đan, Mục Vân còn chưa nói cái gì, Quy nhất đã là không thấy tung tích. Rãnh, Mục Vân nhịn không được mắng một tiếng, là thật nhịn không được, cầm ngón chân nghĩ, hắn đều biết, Quy nhất đi làm cái gì. Lẻn vào dung nham hạ phương, đi thu lấy vật gì trí bảo. Tám thành là thời kỳ hồng hoang một ít bảo vật, ẩn chứa hồng hoang chi khí, có thể trợ hắn khôi phục. Cái này ra hỏa, từ tiến nhập thương lan vạn giới về sau, lời biến ít, người cũng không yêu thích lải nhải. Gặp phải chỗ tốt, liền nói với mình một tiếng, hắn trước rời đi vung lên, không cần phải để ý đến hắn. Mục Vân chưa hề biết, quy nhất đến cùng lung lạc nhiều ít đồ tốt, cũng không biết, cái này ra hỏa đến cùng là khôi phục lại tình cảnh gì. Chúa Tể còn là xương hào thần xương hào đế cấp bậc rồi. Lúc này, Mục Vân đứng tại nham tương phía trên, mắt trái chỗ trống, mắt phải hơi hơi phiếm hồng, đau phiếm hồng. Mà tại hắn thân trước trăm trượng bên ngoài, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, rằng co. liền cái này chờ, Mục Vân khá có chút im lặng, mà cùng lúc đó, hoàng đế mộ bên ngoài, kia to lớn cửa cung phía trước, vào giờ phút này, đã là tụ tập trên trăm đạo thân ảnh. Mà lại nhìn kỹ lại, kia trên trăm đạo thân ảnh, toàn thân cao thấp, đều là bao phủ khí tức cường đại. Mỗi một vị đều là chúa tể cảnh giới, mỗi một vị xuất hiện tại Thương Lan Vạn Giới bên trong, đều là sẽ khiến cho thiên địa chấn động đại nhân vật. Mà lúc này, phóng nhãn nhìn lại, kia trên trăm vị chúa tể cảnh, lại là phân loại đến từ thế lực khắp nơi. Lúc này, một bộ hắc sắc trường phục hồn ảm, cũng là ở vào trong đám người. Chỉ là hồn ảm lúc này, cũng không phải là tại phía trước, tại hắn thân trước một tên thân mang tím đen phục sức nam tử, thân thể gầy gò, đứng tại phía trước. Người này tên là Hồn Vẫn Sơn, là hồn tộc một vị cường đại chúa tể cảnh cường giả. Lúc này, Hồn Vẫn Sơn nhìn về phía trước, bên kia, lục phương thế lực võ giả lần lượt đặt chân mà định ra. Tiêu tộc, Sở tộc, Nam cung tộc, Hoang tộc, Quân tộc, Thác Bạt tộc, lục phương gia tộc đều đến, ngược lại là tốc độ cực nhanh. Hồn Vẫn Sơn cười ha hả nói, chỉ thấy Thác Bạt tộc trước đó một tên nam tử khôi ngô đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nhóm lại nhanh, thế nào so nổi ngươi nhóm. Tốt xấu ta nhóm là thân ở tiêu diêu thánh khư bên trong, có thể là ngươi nhóm hồn tộc, huyết hóa ma long tộc, cốt tộc, kỳ lân tộc, titan tộc, đến có thể không thể so ta nhóm chậm. Nơi đây, nhìn kỹ lại, trọn vẹn là tụ tập vượt qua thập phương nhất đảng thế lực, không thể không nói, người mặc dù không nhiều, có thể là thanh thế đầy đủ minh mông. chương 3822, Thì Mỹ Quân Thác Bạt Sơn tiêu tiền bối. Lúc này, Hồn Ảm lại là cười nói, lời nói này, Tiêu Diêu Thánh Khư, ta nhóm Hồn Tộc cũng có người tại, biết được tin tức, cũng bất quá là chậm rãi đến, là ngươi nhóm tốc độ chậm, cũng không thể nói ta nhóm nhanh. Lời này vừa nói ra, Kiên Nam Tử khôi ngô lại là hừ một tiếng. Nhất thời ở giữa, Hồn Ảm sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hơi hơi ảm đạm. Thác Bạt Sơn tiêu mở miệng nói, Hồn vẫn sơn, ngươi nhóm Hồn Tộc cũng đừng quá đề cao bản thân nơi này dù sao cũng là tiêu diêu thánh khư hư vô pháp thiên có thể không phải đệ bát thiên giới cũng không hồn giới bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ hồn ảm sắc mặt mặc dù hơi trắng có thể là vẫn y như cú thần sắc lạnh lùng khẽ nói trộm quân chi tặc cũng dám sủa loạn lời này vừa nói ra không chỉ là thác bạt sơn tiêu liên đới lấy cái khác vài tộc cường đại chúa tể nhóm đều là thần sắc lạnh lùng tràn ngập sát khí Trộm quân chi tặc, cái này là đối Lục đại gia tộc Vũ nhục. Năm đó, Tiêu Diêu thần đế tại thế, Lục đại gia tộc cũng là bảo vệ Diệp tộc Lục đại gia tộc. Mà Lục đại gia tộc người sáng lập, năm đó là Diệp Tiêu Diêu trung thành cảnh cảnh hộ vệ người. Có thể theo Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, nhân đế mai danh ẩn tích, Thanh đế bị cầm tù, Lục đại gia tộc dần dần thoát ly Diệp tộc, thành vì Tiêu Diêu Thánh khư bên trong đỉnh tiêm thế lực. Tại Thương Lan thế giới bên trong, cũng là được tính là nhất đẳng thế lực dù không so được đỉnh tiêm nhất đảng thế lực, có thể là cũng không sợ chút nào. Chỉ là, thân vì trước kia diệp tộc phụ thuộc, hiện nay lại là cùng diệp tộc bình khởi bình tọa, trưởng quản tiêu diêu thánh khư, thậm chí trong mơ hồ, áp chế diệp tộc. Tại thương lan bên trong, không ít người đem hắn nhóm gọi là trộm quân chi tặc. Đánh cắp chủ quân lực lượng ăn trộm, chỉ là, cái này các loại lời nói, ai cũng không dám ngoài sáng nói. Cái này không khác là đánh lục đại gia tộc mặt, tiêu tộc bên trong, kia khuôn mặt điều hưu nam tử, lúc này mở miệng nói, hồn vẫn sơn, người hồn tộc tử đệ, thật đúng là cuồng vọng có thể, lại thật không biết là như thế nào sống đến hôm nay. Hồn vẫn sơn lúc này nhìn hồn ảm một mắt, thần sắc lạnh lùng. Thế nào, nhân ra hồn tộc người nói sai sao? Mặc dù ta không thích hồn tộc người, có thể là cái này hậu bối, ngược lại là rất đúng. Nhất đạo yêu nhã âm thanh, tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy nơi xa, một đội nhân mã, tại thời khắc lần lượt đến. Mà nhìn thấy cái kia một đội nhân mã thời điểm, tại chỗ lục đại gia tộc người, thần sắc đều là không tự nhiên lại. Chỉ thấy kia một chuyến mười mấy người, cầm đầu một thân ảnh, nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi, dáng người là lướt, đường cong uyển chuyển, dung nhan cũng là được xưng tụng thượng giai. Mà hắn dẫn mười mấy người đến thời khắc, quanh thân cũng là tản ra nhất đạo đạo khí thế minh mông, tại chỗ các phương chúa tể nhóm, đều là né tránh một ít vị trí. Thì Mỹ quân, Hồn vẫn sơn nhìn thấy người Mỹ phụ kia, khẽ cười nói, nhiều năm không thấy, không biết rõ người phu quân hiện nay được chứ. Nghe đến lời này, Mỹ phụ nhân mỉm cười, nhìn về phía hồn vẫn sơn. Vừa nói, kia tiểu bối nói chuyện ngược lại là nghe được, hồn vẫn sơn, lời này của ngươi lại là khiến người ta cảm thấy rất chói tai. Thì Mỹ quân âm thanh điềm tính, ngữ khí không có chút rung động nào nói, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người, đến nay tung tích không rõ, Người hỏi ta phu quân có mạnh khỏe, chẳng phải là muốn biết, phu quân ta có thể từng trở về sao? Ta có thể nói cho ngươi, không có. Lúc này, tại chỗ mọi người đều là thần sắc đặc sắc. Thì Mỹ quân, diệp tộc người, là tam hoàng chi thủ, diệp gia lão đại diệp trúc thiên thê tử. Lúc này, hồn vẫn sơn mặt không đổi sắc, diệp tộc bên trong, diệp tiêu diêu bỏ mình về sau, nhân đế tiêu thất, thanh đế bị trấn áp, tam hoàng trưởng quản diệp tộc, cũng là vô cùng cường đại có thể là trước đó, Tam Hoàng cùng Mục Thanh Vũ, bôn tập đề cử thiên giới đế uyên, ngoại giới vẫn cho rằng, Mục Thanh Vũ bị trọng thương, Tam Hoàng cũng bị đánh vào thời không loạn lưu bên trong, mai danh ẩn tích, không rõ sống chết. Nhưng là, Mục Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện, còn thành thần đế, đại gia đều là minh bạch, cái gọi là Tam Hoàng tiêu thất, có thể là giả. Chỉ là, trải qua nhiều năm như vậy, Tam Hoàng vẫn y như cũ chưa hề xuất hiện tại tiêu diêu thánh khư bên trong, quả thực là làm người không biết thực hư. Những năm gần đây, tiêu diêu thánh khư diệp tộc, trưởng quản lấy chính là tam hoàng ba vị phu nhân. Thì Mỹ quân chính là một, diệp tiêu diêu trưởng tử chính xứng, hiện nay cũng là diệp tộc trụ cột nhân vật một trong. Tại chỗ ví như hồn vẫn sơn, tiêu tam thụ, thác bạt sơn tiêu những này người, tại các tử thế lực gia tộc bên trong, đều là lừng lấy uy danh nhân vật, luận thực lực, ngược lại cũng không phải rất e ngại thi Mỹ quân, có thể là luận lên uy nghiêm, thì Mỹ quân lại là mạnh hơn bọn họ. Mang ý đồ xấu, muốn đối diệp tộc như thế nào như thế nào, kia liền thử nhìn một chút, cũng đừng đánh nghe tới đi nghe ngóng. Thì Mỹ quân cười nói, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết diệp trúc thiên huynh đệ bọn họ ba người, phải chăng còn tại diệp tộc bên trong sao? Sở tộc bên kia, một vị trung niên nam tử đi ra, cười nói, thì Mỹ quân, người nghĩ nhiều, ta nghĩ hồn vẫn sơn cũng bất quá là hỏi một chút mà thôi, không có ý gì khác. Thì Mỹ quân nhìn xem kia người, cũng không để ý tới. Diệp tộc cùng lục tộc ở giữa, những năm gần đây, nước giếng không phạm nước sông. Dù sao, trước kia diệp tộc giống như hoàng giả, mà lục đại gia tộc là phụ thuộc vương hầu. Nhưng là bây giờ, diệp tộc cùng lục đại gia tộc đều là vương hầu. Đối mặt ngày xưa những cái kia, bởi vì diệp tiêu diêu mà quật khởi gia tộc, hiện nay cùng diệp tộc bình khởi bình tọa, cho dù ai cũng không có khả năng thẳng thắn đối đãi, thờ ơ. Đây chính là hoàng đế mộ sao thì Mỹ quân lúc này thản nhiên nói, có một phen đặc biệt khí phái, không hổ là viễn cổ thời kỳ đệ nhất đế giả. Lúc này, huyết hóa ma long nhất tộc, một vị máu me đầy đầu phát lão giả, lúc này cười nói, cái này đại môn, nắm giữ cấm chế, vẻn vẹn là chúng ta, chỉ sợ là cần liên hợp cùng một chỗ, mới có thể mở ra. Lần này dẫn đội các phương nhất đảng thế lực, đều là dung thiên cảnh chúa tể. Chúa tể cảnh cảnh giới thứ ba, tại vạn giới, này các loại cảnh giới, đã là đủ dùng uy chấn một phương. Phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh, tự nhiên là càng cường đại hơn, chỉ là đi đến bước này chúa tể cảnh, lại là rất ít gặp đến. Nếu như thế, đại gia các từ điều động một vị dung thiên cảnh chúa tể ra tay đi. Hồn vẫn sơn lúc này cũng là mở miệng nói, nơi đây, trừ thất đại gia tộc bảy phương, còn có hồn tộc, huyết hóa ma long tộc, cốt tộc, kỳ lân tộc, titan tộc cùng với băng thần cung người. Băng thần cung lĩnh đội là một nữ tử, sắc mặt trắng nón, dung mạo không tính là kinh ngạc chỉ là dáng người uyển chuyển, làm cho người mơ màng. Tố tiêu, người băng thần cung lãnh linh linh không phải cũng tới sao? Người đâu, thì Mỹ quân mở miệng nói. Diệp tộc tuy nói cùng lục đại gia tộc quan hệ không tốt, nhưng cũng không phải là chư thiên vạn giới, từng cái nhất đẳng thế lực, đều là quan hệ thật không tốt. Cùng băng thần cung quan hệ, coi như không tệ. Tố tiêu chính là băng thần cung vị kia dung thiên cảnh chúa tể, lúc này mở miệng nói. Linh Linh một thân một mình từ tiêu diêu thành xuất phát trước đến cùng ta tụ hợp, nhưng đến bây giờ đều không có tin tức. Thì Mỹ quân lúc này cũng là lông mày cao lại, lần này trừ tiêu diêu thánh khư bên trong thất đại gia tộc, chạy tới tiêu diêu thánh khư bên trong thế lực khắp nơi, cũng không phải số ít. Xuất hiện một ít làm sằng làm bậy người, cũng không hiếm thấy. Lãnh linh linh tuy là hóa thiên cảnh thập trọng cấp bậc, tiếp cận trăm mét đại đạo, nhưng nếu là gặp thông thiên cảnh thậm chí là dung thiên cảnh cao thủ, cũng rất khó tự bảo vệ mình. Trường 3823, Thập Tam Phương Chúa Tể lãnh linh linh sao ngay tại lúc này một thanh âm lại là vang lên huyết hóa ma long nhất tộc huyết hữu khuyết lúc này cũng tại trong đám người lúc này đi ra chắp tay nói ta ngược lại là nhìn thấy lãnh linh linh huyết hữu khuyết lúc này hồn ảm lại là quát khẽ một tiếng bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ kia tố tiêu thấy cảnh này lập tức sáng tỏ huyết hữu khuyết người ở nơi nào nhìn thấy linh linh huyết hữu khuyết lúc này cười nói chính là ở đây lãnh linh linh cùng một tên thanh niên cùng một chỗ bị hồn ảm truy sát vừa vặn bị ta gặp phải thanh niên kia rất là không đơn giản dẫn động nơi đây không gian ba động ta nhóm mới phát hiện nơi đây lúc này hồn ảm sắc mặt âm trầm đáng sợ huyết hữu khuyết người cũng là cùng ta liên thủ đối phó lãnh linh linh bây giờ nói ra lời này đối người có chỗ tốt gì hồn ảm quát lớn không có gì tốt chỗ a à. hồn ảm cười nói ta cái này người liền là ưa thích làm cái này dạng hại người không lợi mình sự tình hồn tộc cùng băng thần cung quan hệ vốn là chẳng ra sao cả hơn nữa lãnh linh linh không chết một ngày sống sót đến tự nhiên là hội nói cho tố tiêu hắn truy sát sự tình dứt khoát thừa dịp hiện tại nói thẳng ra ít nói cũng có thể buồn nôn buồn nôn huyết hữu khuyết tốt 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 tố tiêu lúc này lạnh lùng nói đã có dũng khí nhận kia liền không sợ chết một câu uống xong tố tiêu thân ảnh tại thời khắc dây lát ở giữa lướt đi, bàn tay vỗ, một tòa băng sơn tại thời khắc, trực tiếp chụp lại. Hồn vẫn sơn cùng huyết hóa ma long tộc vị kia dung thiên cảnh, dây lát ở giữa xuất thủ, ngăn cản băng sơn. Bành, băng sơn tại thời khắc, dây lát ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn, hoàn toàn tán loạn. Tố tiêu lúc này thần sắc lạnh lùng, hồn vẫn sơn, huyết thông hải, người nhóm cũng nghe đến. Tố tiêu quát, hai người bọn họ đã nhận, chẳng lẽ là muốn cho ta băng thần cung xem như không biết rõ. Lúc này, huyết thông hải cùng hồn vẫn sơn hai người, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Huyết hữu khuyết cùng hồn ảm quá làm ẩu, chỉ là, dù vậy, hai người cũng là bọn hắn các từ tộc bên trong thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng nhìn tố tiêu tại trước mặt bọn hắn, giết hai người. Lúc này, kỳ lân tộc dẫn đầu nam tử, một thân hỏa hồng trường bào, lộ ra suốt thân đến, cười nói, tố tiêu, có hồn vẫn sơn cùng huyết thông hải tại, người giết không hồn ảm cùng huyết hữu khuyết đại gia không bằng tạm thời liên thủ tiến nhập cái này cổ cung bên trong tìm tòi hư thực đến thời điểm nói không chừng có cơ hội một ngày tách ra người đối phó cái này hai cái tiểu bối còn không phải vô cùng đơn giản lời này vừa nói ra kia huyết hóa ma long tộc huyết thông hải cười lạnh nói không nghĩ tới kỳ lân nhất tộc hỏa kỳ lân nhất mạch từ trước đến nay là tự nhận chính nghĩa cũng có thể nói ra những những lời này hỏa nham trùng người thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn tại chỗ trừ thất đại gia tộc hồn tộc huyết hóa ma long tộc quốc tộc hỏa kỳ lân nhất tộc titan nhất tộc cùng với băng thần cung những này đều là thương lan thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhất đảng thế lực phân bố tại cửu đại thiên giới bên trong thế nào một phương lẫn nhau ở giữa đều không phải nói không liên hệ chút nào một ít thế lực ở giữa mâu thuẫn tồn tại đã có một ít thế lực ở giữa ngược lại là quan hệ hòa hợp lúc này lẫn nhau ở giữa cũng là mỗi người đều có mục đích riêng. Chỉ là, so với huyết hữu khuyết cùng hồn ảm hai người làm sự tình, đại gia hiện tại càng nghĩ tới hơn là mở ra cái này cổ cung. Nếu không, thời gian kéo càng lâu, khả năng đến nơi đây càng nhiều người, hắn nhóm ngược lại là hội mất đi tiên cơ. Ta nhóm thập tam phương, phái ra một vị dung thiên cảnh chúa tể, thử nghiệm phá vỡ này môn, nếu là thất bại, liền lại thêm người. Lúc này tiêu tộc tiêu tam thụ lần nữa nói đại gia nhất định phải ước định cẩn thận đồng thời phá tung cửa thời điểm cũng phải cần sóng vai mà đi hơn nữa nếu là có người âm người kia những người còn lại cùng nhau chu diệt lời này vừa nói ra tại chỗ đám người đều là gật đầu tố tiêu lúc này nhìn về phía hồn tộc cùng huyết hóa ma long tộc người lạnh đo đo nói hy vọng có ít người có thể không cần sái tâm tư gì lúc này đám người cũng không để ý lần lượt đi ra chuẩn bị hợp lực phá tung cửa 13 vị dung thiên cảnh chúa tể, có thể nói là vô cùng cường đại. Chúa tể cảnh năm bước, hóa thiên, thông thiên, dung thiên, phạt thiên, phong thiên năm bước, từ chúa tể đạo khởi điểm đến vạn mét điểm cuối cùng, mỗi một bước dài, đều là một lần hoàn toàn thuế biến. Phong thiên chi cảnh, phạt thiên chi cảnh, tại cái này thương lan thế giới bên trong, có thể nói là mỗi một cái nhất đẳng thế lực trụ cột, cực kỳ hiếm thấy. Mà bình thường đại gia có khả năng tiếp xúc đến cường đại nhất, chính là dung thiên cảnh. Tố Tiêu, Tiêu Tam Thụ, Thác Bạt Sơn Tiêu, Huyết Thông Hải, Hỏa Nham Trùng, thì Mỹ quân mấy vị này đều là các từ thế lực bên trong, thân phận địa vị tương đối cao tồn tại. Vào giờ phút này, thập tam đạo thân ảnh đi ra, 13 vị cường đại dung thiên cảnh chúa tể, thể hiện ra tự thân khí tức. Phía sau bọn họ, những chúa tể cảnh kia, từng cái ánh mắt cực nóng. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, tại đối mặt dung thiên cảnh thời điểm, có thể nói là không có sức chống cự. Loại tồn tại này, cũng là bọn hắn mục tiêu. Oanh, trong khoảnh khắc, thiên địa bên trong, tiếng nổ đùng đoàn, tại thời khắc này, dây lát ở giữa phóng thích ra. Mà cùng lúc đó, hoàng đế cung bên trong, mục vân thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy thiên địa tại thời khắc tựa hồ cũng là lay động. Thật mạnh bạo phát lực, mục vân lúc này tâm thần kinh ngạc, cái này phần bạo phát lực, liền xem như hóa thiên tri cảnh, đi đến trăm mét cực hạn đại đạo, cũng vô pháp phóng xuất ra hẳn là thông thiên cảnh thậm chí là dung thiên cảnh chúa tể xuất thủ. Lão quy nhất, vẫn chưa trở lại, mục phân lầm bẩm nói, vạn nhất bị thông thiên cảnh cùng dung thiên cảnh cường giả phát hiện nơi đây, kia liền đại sự không ổn. Lúc này, mục phân thân trước, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, thủy chung rằng co. Có thể là, theo ba động nhất đạo đạo càn quét ra, vậy đối trì, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hai con mắt, phảng phất là nắm giữ linh tính, tại thời khắc, đột nhiên quang mang lóe lên, hóa thành lưỡng đạo lưu quang dây lát ở giữa đi đến mục vân thân trước phốc 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 cơ hồ là dây lát ở giữa hai con mắt tại thời khắc hóa thành nhất đạo thương thanh sắc nhất đạo hoàng mang sắc dây lát ở giữa tràn vào đến mục vân trong đôi mắt mắt trái vốn là vắng vẻ thương đế chi nhãn dễ như trở bàn tay tiến nhập có thể là mắt phải mục vân còn có có thể là kia bá đạo hoàng đế chi nhãn lúc này lại là dây lát ở giữa chen vào tại thời khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy, đầu như muốn nổ bể ra đến. Có thể là, còn chưa tới Mục Vân đi làm thứ gì. Hoàng đế chi nhãn lúc này, đột nhiên cùng mắt phải dung hợp, nỗi đau xé rách tim gan, tại thời khắc tràn ngập Mục Vân não hải. Nhưng là, hết thầy không để yên, theo Hoàng đế chi nhãn thôn vệ Mục Vân mắt phải, thương đế chi nhãn tựa hồ, không yêu thích Hoàng đế chi nhãn, gắng gượng bài xích mắt phải. Hoàng đế chi nhãn thôn vệ mắt phải, thương đế chi nhãn bài xích Hoàng đế chi nhãn. Cái này nhất khắc, Mục Vân hai mắt bên trong, lưỡng đạo huyết lệ chảy xuống, đầu cơ hồ triệt để bị chen nổ tung, đau đớn để Mục Vân không thể thở nổi. Cái này nhất khắc, Mục Vân thậm chí nhìn thấy thân trước, hai thân ảnh đứng vững. Một người trong đó, thân mang thương thanh sắc phố phục, ngạo nghễ đứng vững, dáng người giữa thiên địa, là nhỏ bé như vậy, có thể là khí thế lại là như là cự sơn áp đỉnh. Mà đổi thành một người, hoàng mang trị y, đồng dạng đứng giữa thiên địa, giống như giang hà đảo lưu, thiên địa phản phục, che đậy hoàn vũ. Hai người lúc này, tại rằng co, một loại khí thế rằng co, mục phân lúc này, thân thể phản phất là thành vì hai người rằng có chiến trường, thủy hỏa giao hòa. chương 3824, mù, từ từ, mục phân cảm giác chính mình thân thể, sức thừa nhận đi đến cực hạn. Cho dù đi đến chúa tể cảnh, nhục thân có thể nói là cường đại mấy lần, có thể là, kia hai cỗ khí thế, cơ hồ là no bạo hắn thân thể. Lan đi, Quát khẽ một tiếng, Mục Vân lúc này, thân thể bên trong, huyết khí bắn ra. Trong một chớp mắt, tại Mục Vân dưới chân, thái cực đổ án dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Mục Vân phía sau, một đôi tròng mắt xuất hiện, nhất hắc nhất bạch, hỗn độn mà thương mang. Theo đôi mắt xuất hiện, chỉ thấy Mục Vân phía sau, tại thời khắc, xuất hiện một cánh cửa. Luân hồi Chi Môn, năm đó thời điểm, Mục Vân thức tỉnh thiên mệnh chính là sinh ra luân hồi chi môn. Có thể là sau đến, luân hồi chi môn, ký túc đến mục vân mắt phải bên trong, cùng mắt trái thương đế chi nhãn rằng co. Nhưng là hiện nay, hoàng đế chi nhãn, chiếm cứ mắt phải, luân hồi chi môn rất không có mặt mũi bị gạt ra, lại lần nữa ngưng tụ tại mục vân phía sau. Cổ phát cửa lớn, phảng phất hư huyễn lại phảng phất là thật thật nhất thiết tồn tại. Mà tại thời khắc này, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, dây lát ở giữa an tĩnh lại cổ lão luân hồi chi môn, giống như thái cực đồ án, chậm chạp xoay tròn, tựa hồ áp chế hai con mắt mắt nổi giận. Thời gian, dần dần an định lại, mục vân thân thể run rẩy biên độ, cũng là dần dần ngừng lại. Không có, vào giờ phút này, mục vân không cảm giác được cặp mắt của mình tồn tại. Mà nhói nhói cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, sau một khắc, mục vân nhìn bốn phía, lại là cảm giác được, thương mang một mảnh, hắc ám vô cùng một chút ánh sáng đều chưa từng tồn tại, chuyện gì xảy ra? Mục Vân ngạc nhiên, hắn hai mắt, một chút ánh sáng cũng nhìn thấy không được. Phảng phất cả cái thiên địa, tại thời khắc đều là lâm vào đến vô biên vô hạn hắc ám. Dưới sự bất đắc dĩ, Mục Vân đành phải dựa vào hồn phách lực lượng, đi nhìn bốn phía. Chỗ hắn ở, không có bất kỳ biến hóa nào. Hồn phách lực lượng, so hai mắt ánh mắt càng thêm rõ ràng thể hiện ra bốn phía hết thảy. Tại trải qua nhiều phiên dò xét về sau, mục vân xác định chính mình mù vào giờ phút này luân hồi chi môn xuất hiện tại sau lưng từ từ vận chuyển mục vân đem luân hồi chi môn thu hồi mắt trái cùng mắt phải tại thời khắc vẫn y như cũ là không có bất cứ động tính gì thị lực của hắn cũng chưa khôi phục đương nhiên cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn nhìn hướng bốn phía dù sao đến cảnh giới này chỉ là hai mắt mù hồn phách tuyệt không bị đánh lén thương vẫn y như cũ có thể dựa vào hồn phách lực lượng thể hiện ra bốn phía hết thảy, tại trong đầu của chính mình. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, mục vân lúc này im lặng, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, rất hiển nhiên là lẫn nhau ở giữa bất hòa. Mà cả hai hẳn là cảm nhận được ngoại giới cái gì tình huống, cần gấp túc chủ, liền cùng lúc trở lại hắn đôi mắt bên trong. Có thể là cả hai cũng không kiêm dung, kết quả là đánh lên, mà đại giới chính là. Hắn mù, nếu không phải là luân hồi chi môn bị gạt ra đôi mắt, triệt để phóng thích, chỉ sợ cái này hai con mắt, không phải đem chính mình tra tấn gần chết không thành. Nhưng là bây giờ, tuy nói mù, ảnh hưởng không tính lớn, nhưng là... Dù sao vẫn là rất là không thích ứng. Hơn nữa, thương đế chỉ nhãn ẩn chứa không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy công kích, có thể là hắn một đại sát thủ giản. Hiện tại, giống như là không có. Lúc nào có thể khôi phục, Mục Vân làm thế nào biết. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được, ngoại giới quang mang đâm tới. Làm cho Mục Vân hai mắt hơi hơi cảm thấy chát, lưu ra nước mắt, dùng tay sờ một cái, cũng không phải nước mắt, mà là giọt máu. Mục Vân lấy ra một đầu hắc sắc dây lụa buộc lên, bốn phía quang mang bị ngăn cách, hai mắt đâm nhói, tại thời khắc hơi hơi yếu bớt. Nắm ngày, so ta còn quý giá. Lúc này Mục Vân nhịn không được mắng, chiếm ta thị giác, thế mà còn là bảo hộ lấy ngươi nhóm. Mục Vân đúng là rất im lặng, có thể là nghĩ kỹ lại, lần này nếu không phải là đi đến chúa tể cảnh giới, nếu là tại giới vị cảnh giới, chỉ sợ chính mình nhục thân đều là hội bị no bảo. Mà cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người thế nào rồi, quy nhất âm thanh vang lên, mang theo kinh ngạc nói. Người cứ nói đi, Mục Vân tức giận nói, người sau khi đi, hai con mắt đánh lên, sau cùng lần lượt chui vào đến ta trong đồng tử, làm hại ta mất đi thị giác, người nói thế nào rồi. Quy nhất nghe đến lời này, thần sắc kinh ngạc nói ta vốn là nghĩ là, đem trong lòng đất bảo vật thu lấy, hoàng đế chi nhãn liền hội mất đi uy lực, người liền có thể dung hợp. Hiện tại xem ra là hoàng đế chi nhãn gấp, cưỡng ép dung hợp, cùng thương đế chi nhãn phát sinh phân tranh. Mục phân nghe đến những này, im lặng nói cái này không cần ngươi nói, ta biết rõ, làm sao bây giờ. Thương đế chi nhãn không có pháp dùng, hoàng đế chi nhãn, trưởng khống thời gian, cũng không cách nào dùng, vốn còn nghĩ, hai mắt dung hợp, trái không gian, phải thời gian, hiện tại xong đời rồi. Quy nhất nghe đến lời này, cười ha hả nói, đừng có gấp, chờ ngươi thực lực cường đại, có thể khống chế hai mắt, tin tưởng thị giác hội tự động hồi phục, đến thời điểm, trái không gian phải thời gian kết hợp với nhau, ngươi suy nghĩ một chút, uy lực cường đại cỡ nào. Không gian chi thuật cùng thời gian chi thuật cùng một chỗ thi triển, đồng cảnh giới ai có thể ngăn cản. Mục phân càng thêm im lặng, ngươi nói rất tốt đẹp, có thể là hiện thực rất tàn khốc, thế nào thấy được, thế nào trưởng khống hai bọn nó, mới là vấn đề mục phân nội tâm cũng là không thể không cảm thán thương đế cùng hoàng đế cường đại lại có thể làm đến đôi mắt bên trong giàu có thời gian cùng không gian trưởng khống pháp tắc đây quả thực là giống như thần chỉ trưởng khống thiên địa thử nghĩ mà xem không gian công kích thời gian công kích từ xưa đến nay chính là bá đạo nhất thủ đoạn có thể dùng thời không lôi kéo đối thủ cỡ nào bá đạo mục phân lúc này nhìn về phía quy nhất mỉm cười nói quy nhất ngươi là thời không bản nguyên Thương đế có thể ẩn dưỡng không gian pháp tắc, hoàng đế có thể ẩn dưỡng thời gian pháp tắc, người có thể trưởng khống thời gian cùng không gian, người sẽ sẽ không là thương đế cùng hoàng đế nhi tử A. Cút, quy nhất lúc này lại là quát, hai người kia không tồn tại thời kỳ, ta đã là tồn tại, hắn nhóm là nhi tử ta còn tạm được. Người đến cùng được cái gì đồ tốt rồi, điểm ta điểm A, mục phân bất đắc dĩ nói, ta cái gì không được đến, còn tổn thất thị giác, người không đền bù ta. Cút đi đi. Quy nhất mở miệng nói, ta được đến, chỉ có thể ta dùng, ngươi dùng không, hơn nữa, tiểu tử ngươi dung hợp thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, tương lai thời không chi thuật phối hợp, thủ đoạn cường đại, chẳng qua là tạm thời vô pháp sử dụng mà thôi, dù sao vẫn là hội có biện pháp. Tại cái này hoàng đế cung bên trong, một ít cung điện bên trong, nên là có không ít xa cổ thần đan, thần khí, hay là một ít thiên nhiên yêu đãi giới quyết, người có thể nhìn xem, thử thời vận. Quy nhất lần nữa nói, bất quá ta nói cho ngươi, bên ngoài đến rất nhiều chúa tể cảnh, tiếp xuống, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Vậy còn ngươi, Quy nhất đáp lại nói, bình thường ngươi thôn vệ khí huyết, tịnh hóa về sau, sẽ làm cái gì? Đương nhiên là tiêu hóa lực lượng, tăng thực lực lên. Kia ngươi còn hỏi ta, Quy nhất một câu rơi xuống, thân ảnh biến mất, trở lại chu tiên đồ bên trong, lại không có sinh cơ. Mục vân lúc này, đứng tại nham tương phía trên, nội tâm lộn xộn chương 3825, Đại Hoang Giả Thiên Thủ. Hai mắt mù, quy nhất được đến hắn muốn, hai lòng mà về, hắn ngược lại là lúc này lộ ra chân tay luống cuống. Cân nhắc lại kiểm tra phía dưới, Mục Phân còn là rời đi địa tâm, hướng xuống đất mà đi. ra đại điện, Mục Phân chính là cảm giác được, đất trời bốn phía ở giữa, hình như có nhất đạo đạo hoặc là sáng tỏ hoặc là ảm đạm cường hoành khí tức, phóng xạ mà tới. Nhìn đến, những chúa tể kia cũng đã là tiến đến. Mục phân thì thầm một tiếng, hướng phía sâu chỗ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nói đến hoàng đế chi nhãn, cũng coi là kiếm bộn. Có thể là, hiện nay hai mắt mù, xem như mất đi thương đế chi nhãn thần hiệu, cũng không thể liền cái này rời đi. Hơn nữa, cửa vào bên kia, khẳng định đều là các phương chúa tể, bị hắn nhóm phát hiện, chính mình thế mà sớm tiến nhập hoàng đế cung bên trong, kia hạ chàng sẽ không quá tốt. Một đường xâm nhập. Mục Vân đi qua từng tòa cung điện, cũng không có toàn bộ điều tra, thuần túy là tìm vận may, tại từng cái cung điện ở giữa, dù đáng đến dù đãng đi. Một liền tiến vào trăm tòa cung điện về sau, cuối cùng, tại một tòa cung điện bên trong, Mục Vân phát hiện một ít đồ vật. Từng dãy cổ kính đàn mộc chế tạo giá sách, chỉ là, những này giá sách, đều là trống rỗng. Tựa hồ, có người trước đó tới qua nơi đây, đem những cái kia giá sách đồ vật, toàn bộ mang đi. Mục Vân cuối cùng, tại giá sách một chân, phát hiện một bản bí tịch. Đệm chân bí tịch, Mục Vân lấy ra bí tịch, hồn thức liếc nhìn mà qua. Đại hoang già thiên thủ, Mục Vân lẩm bẩm nói, mở ra bí tịch, chỉ là, lật xem xong sau, Mục Vân mới phát hiện, quyển bí tịch này, hết thảy chính thức. Có thể là, tàn khuyết một bộ phận lớn, chỉ có ba thức đầu, hoàn chỉnh ghi chép lại, nhất trưởng toái Sơn Hà, nhị trưởng bạo tinh thần, tam trưởng già thiên địa, Mục Vân tự nhủ, vẻn vẹn tam thức, nhìn uy lực đầy đủ hóa thiên chúa tể cảnh giới thi triển cái này nếu là chính thức uy lực chắc chắn là uy mãnh đáng tiếc không hoàn toàn đúng là rất đáng tiếc không hoàn toàn hơn nữa này các loại cấp bậc giới quyết thế mà là bị đem ra đệm bàn chân thực khó tưởng tượng chân chính hoàn chỉnh đại hoang già thiên thủ là cường đại cỡ nào thời điểm mục phân cũng là đáng tiếc cái này giá sách trưng bày vũ quyết là cỡ nào cường hoành thu hồi nội tâm ba động mục phân lúc này đem đại hoang già thiên thủ bản thiếu thu hồi, chờ đến tìm tìm thời gian tu hành, chính là nhìn xem đại điện sâu chỗ. Mà ngay tại lúc này, mấy đạo khí tức lại là tiến nhập đại điện bên trong. Mục Vân không nói hai lời, giấu kín tại đại điện một góc, dựa vào chu tiên đồ, che lại chính mình khí tức. Đoàn người này, hết thảy bốn người. Hơn nữa, dùng Mục Vân giác quan, bốn người này cũng đều là hóa thiên nhất trọng, nhị trọng cấp bậc, chúa tể đạo cũng là đi ra 10 m 20 m Lúc này, bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập đại điện bên trong, phát hiện trống rỗng giá sách về sau, lần lượt yên lòng. Nhìn đến không có gì, một người trong đó mở miệng nói, hồn sam, người nói, ta nhóm nếu là đụng đến băng thần cung tố tiêu, có thể hay không trực tiếp bị nàng đánh chết. Được xưng vì hồn sam người, lại là cười nói, hồn nhạc, người nghĩ nhiều, kia tố tiêu có thể là băng thần cung đại năng, thế nào kéo hạ mặt đối phó ta nhóm chính là vài cái hóa thiên cảnh chúa tể. Cái kia cũng quá ngã thân phận, ngược lại là hồn ảm, lần này phải cẩn thận. Không thể không nói, hồn ảm cái này ra hỏa, là thật đủ lớn mật, ngay trước mặt tố tiêu, liền dám nói chính mình đang đuổi giết lãnh linh linh, bại lộ chính mình, kéo lấy huyết hữu huyết xuống nước, lợi hại a. À. Hồn nhạc lúc này cười nói, người cái này không nói nhảm sao. Hồn ảm tên kia, liền là không muốn sống người, bằng không, nhân ra có thể là thông thiên chúa tể, ta nhóm còn là hóa thiên cảnh nhất trọng nhị trọng sao. Nói cũng đúng. Bốn người lúc này tìm hiểu lấy đại điện, lại một đáp không có một đáp trò chuyện. Mà Mục Vân cũng là nghe đến một ít tin tức, hồn tộc người, băng thần cung người, nhìn đến, tiến nhập hoàng đế cung bên trong các phương, có hắn nhóm hai phe. Hơn nữa, hồn ảm thế mà là trực tiếp làm rõ chính mình truy sát lãnh linh linh. Bất quá nghĩ đến cũng là, lãnh linh linh không chết, băng thần cung sớm muộn cũng sẽ biết rõ, hồn ảm trực tiếp làm rõ, lôi kéo huyết hữu khuyết xuống nước, ngược lại là bình thường chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút nhìn hồn ảm cái này ra hỏa đúng là không đơn giản thông thiên chúa tể chúa tể đạo là siêu việt trăm mét mục phân hiện tại đáng thương năm mét là căn bản không so được chỉ là lúc này mục phân lại là không thể không cân nhắc một vấn đề hắn mặc dù che lấp khí tức có thể là dù sao tại đại điện sâu chỗ bốn người kia nếu là xâm nhập nhất định là sẽ phát hiện hắn đến thời điểm đến phản kích lúc này Mục phân tâm thần khẽ nhúc nhích, báo tàn kiếm tùy thời chuẩn bị bạo phát. Bốn cái người, ba cái hóa thiên nhất trọng, một cái hóa thiên nhị trọng. Hóa thiên nhị trọng cảnh giới, ít nói cũng là hắn thực lực bốn lần bạo phát. Trước giải quyết cái này, cái này nhất khắc, mục phân thu phục tại chỗ, không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, một thân ảnh, dần dần tới gần mục phân vị trí chỗ ở, đồng thời tại không ngừng chuyện phiếm. Người nào, chỉ là, còn chưa chờ mục phân xuất thủ, kia người chính là lên tiếng quát lớn. Có người, bốn người trong khoảnh khắc, trận địa sẵn sàng. Mục Vân lúc này thầm hô hỏng bét, cái này bốn cái ra hỏa, đều là hồn tộc chúa tể cảnh, há lại là người bình thường. Có thể đi đến chúa tể cảnh, ở đâu cái nhất đẳng thế lực bên trong, không phải đều là thân phận tôn quý cấp bậc. Có thể không có có chút tài năng, đặc biệt là hồn tộc, càng là nơi đây cường bên trong tay. Đối hồn phách cảm giác cực kỳ nhạy bén hắn nhóm, Chắc chắn là phát hiện chính mình tin tức gì Mục Vân không nói hai lời Thân ảnh dây lát ở giữa sông ra Một kiếm chém ra Táng sơn hà Một câu uống xong Báo tàn kiếm dây lát ở giữa vạch qua một đạo kiếm mang Táng sơn hà Thất phẩm kiếm thuật hư diệt táng thần kiếm quyết Diệt thiên viêm lưu cho hắn 12 môn kiếm thuật Cái này là đệ thất môn Trong mấy năm nay Mục Vân đi đến chúa tể cảnh về sau Cũng là bắt đầu tu hành kiếm quyết này Phốc tiên huyết tăng vọt mục phân một kiếm trực tiếp quán xuyên một vị hóa thiên nhất trọng cảnh giới hồn tộc đệ tử hồn nhạc lúc này còn dư ba người đều là biến sắc ta không sao chỉ là lúc này mục phân lại là trơ mắt nhìn xem kia bị chính mình cắt cổ nửa bên đầu cơ hồ rơi xuống hồn nhạc thế mà tại thời khắc nhẹ nhẹ đỡ hồi chính mình đầu cổ ở giữa một vết máu khủng bố có thể là hồn nhạc lại căn bản không để ý cái này đều được mục phân nhất kinh cái này cũng quá kéo Hồn nhạc nhìn về phía Mục Vân, lại là cười lạnh nói: Ta Hồn Tộc tử đệ, nhục thân không mạnh, có thể là Hồn Phách lại là nhất đẳng cường độ. chảm ta nhục thân, chỉ là thương tích ta Hồn Phách mà thôi. Ngươi cho rằng liền là giết ta rồi? Mục Vân lúc này nội tâm ảo não, hắn đối Chư Thiên Vạn Tộc những này nhất đẳng thế lực chủng tộc hiểu quá ít. Hồn Tộc Hồn Thuật cường đại, đúng là không tầm thường. Thối mù loa, thế mà giấu ở nơi đây, nghĩ tập sát ta nhóm, ngươi là người nào? Kia Hồn Sam cũng là một vị duy nhất hóa thiên nhị trọng thanh niên tại thời khắc quát khẽ nói thế mà bị một cái mù lòa kém chút cho âm đến người giết các ngươi mục phân lúc này lại là không nói hai lời dây lát ở giữa rút kiếm giết ra hắn dù ánh mắt bị ngăn trở có thể là hồn thức lại là có thể rõ ràng bày ra đại điện bên trong nhất cử nhất động lúc này kiếm thể tứ đoán dây lát ở giữa ngưng tụ báo tàn kiếm phối hợp hư diệt táng thần kiếm quyết dây lát ở giữa thẳng hướng bốn người chương 3826, Kim Sa Kim Tự Tháp. Oanh, kiếm khí nổ bể ra đến, tứ đạo thân ảnh tại thời khắc, dây lát ở giữa tản ra, tránh né mục phân công kích. Cẩn thận một chút, hồn sam lúc này dặn dò, cái này tiểu tử chúa tể đạo đi cũng không xa, có thể là. Một thân kiếm thuật đến, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ừm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn dư ba người, lần lượt gật đầu, bốn người lúc này, ở trong đại điện, bầy biện ra vây quanh chi thế, tuyệt không tùy tiện tới gần Mục Vân. Lúc này, Mục Vân thần sắc lãnh đạm, mắt tuy bị mù có thể là tâm không mù, báo tàn kiếm tàn mát ra nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, tại thời khắc cho người một loại tim đập nhanh vị đạo. Bá, khoảnh khắc, một tên thanh niên động, bàn tay một nắm, một quyền sung phong mà ra thời khắc, trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Mục Vân lúc này, quay người một kiếm, tại thời khắc bạo phát. Kiếm khí gào thét ở giữa, kia khủng bố tĩnh mịch khí tức, dây lát ở giữa phóng thích ra táng sơn hà một kiếm giống như khai thiên chôn vùi sơn hà hồn về hoang cổ bành kiếm khí cùng quyền kình va chạm thanh niên kia lúc này thần sắc nhất bạch thân thể rút lui có thể là tại thời khắc còn dư ba người lại là lần lượt động tam đạo thân ảnh lúc này trực tiếp công kích mà đến trực diện mục phân một tiếng ầm vang tại thời khắc vang lên mục phân thân thể bên ngoài bộc phát ra đạo đạo cuồng bạo khí tức thực nhật bá thiên thuật, bá văn ngưng tụ tại thân thể bốn phía, gắng ngượng chống cự hạ ba người công kích. Báo tàn kiếm lúc này, lập tức rời khỏi tay, ngưng tụ xuất ra đạo đạo kiếm khí, thẳng hướng ban đầu kia người. Táng nhật nguyệt, quát khẽ một tiếng, một kiếm bay ra, thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên, thanh niên kia tại thời khắc, đầu trực tiếp bị kiếm khí tước mất, hồn phách lại là dây lát ở giữa ly thể mà ra. Chỉ là, ăn một lần thua thiệt mục phân, lúc này sao có thể cho phép, chính mình lại ăn một lần thua thiệt. Kiếm khí tại thời khắc, nguyên bản định chủ thanh niên kia thân thể, có thể là tại thời khắc, theo thanh niên hồn phách ly thể, dây lát ở giữa kiếm khí tràn ra đệ nhị đạo, trực tiếp đâm vào thanh niên hồn phách thể phía trên. a à, nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên, cho dù bị kiếm khí đánh trúng, kia hồn phách thể tại thời khắc, thế mà tuyệt không tán loạn, chỉ là thanh niên kia hóa thành hồn phách thể hình thái, lại là tiếng kêu rên liên hồi, hiển nhiên bị thương nặng. Cái này một điểm, Quả thực là đổi mới mục phân nhận biết. Thất phẩm giới khí, bão tàn kiếm, uy lực không tầm thường. Thất phẩm giới quyết, hư diệt táng thần kiếm quyết, cả hai kết hợp, phối hợp chính mình kiếm thể tứ đoán, liền xem như Hóa Thiên nhất trọng chúa tể, so hắn chúa tể đạo nhiều ra 5 mét cũng có thể đánh giết. Có thể là kẻ này, thật có thể kháng. Nói đúng ra, là kẻ này hồn phách, thật rất cường đại, viễn siêu bình thường Hóa Thiên cảnh chúa tể. Đây chính là hồn tộc cường hoành, mục phân lúc này thần sắc một lạnh, đông hoa đế ấn tại thời khắc, dây lát ở giữa nện xuống, trực tiếp đem kia trọng thương ngã gục hồn phách cho đè chết. Chỉ là lúc này, hồn sam, hồn nhạc ba người, lại là bá đạo công kích, rơi tại mục vân trên thân thể. Bá văn ngăn cản những công kích kia, có thể dù sao vẫn là có hạn chế. Nhất thời ở giữa, mục vân bàn tay một nắm, báo tàn kiếm trở về, quay người một kiếm, trực tiếp chém ra. Tam đạo thân ảnh, tại thời khắc sau lại, thối mù loà. Hồn Sam lúc này, chừng mắt chừng lấy Mục Vân, quát lớn, người tìm chết. Bốn người vây công, thế mà bị Mục Vân giết một người. Cái này tiểu tử, liền hóa thiên nhất trọng cũng không bằng. Nhất thời ở giữa, hồn Sam thể nổi khí thế bạo phát, hóa thiên nhị trọng thực lực, chúa tể đạo dài 20 mét độ, dây lát ở giữa bao trùm. Một quyền tại thời khắc trực tiếp đập ra, Mục Vân bá văn phóng thích, huy động báo tàn kiếm, sát na ở giữa chém ra. Táng thiên địa, một kiếm vung ra kiếm khí gào thét, bàng bạc khí tức, tại thời khắc trực tiếp ngưng tụ thành nhất đạo tính mịch kiếm khí, như gợn sóng, khuếch tán mà ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân lúc này thân thể rút lui, liên tiếp đổ nhào từng tòa giá sách, cuối cùng một tiếng ẩm vang, nhập vào tường bên trong. Mà giờ khắc này, hồn sam thân thể, cũng là lui lại mấy bước, thần sắc không tự nhiên lại. Mục Vân là so hắn càng chật vật, có thể là đối mặt Mục Vân, hắn thế mà cũng bị đẩy lui mấy bước. Cái này nhất khắc, mục vân thần sắc tái nhợt, sắc mặt càng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chúa tể đạo 5 mét, cho tự thân tăng trưởng bạo phát lực, đúng là yếu chút. Hơn nữa, thị giác chịu trở ngại, lực phản ứng dù sao vẫn là không có kia nhạy bén. Chỉ là lúc này, mục vân vừa muốn đứng dậy, lại là kinh ngạc phát hiện, kia bị chính mình phá tan vách tường về sau, thế mà là có động thiên khác. Mặc dù nhìn không thấy, có thể là hồn thức lại là có thể rõ ràng chiết xạ ra tới nội bộ là một vùng không gian mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên cỏ mọc én bay trời xanh mây trắng thanh tĩnh tự nhiên cơ hồ không có suy nghĩ nhiều mục vân trực tiếp xông vào kia không gian bên trong mà giờ khắc này hồn sam hồn nhạc ba người cũng là đuổi theo trong này hồn sam kinh ngạc nói từ có một vùng không gian ba người thần sắc kinh nghỉ nói hồn nhạc vội vàng nói ta nhóm nhanh đi thông chi hồn ảm đại ca a à. ngươi ngốc a à hồn sam lại là vỗ hắn đầu, mắng, hồn ảm tính cách cao ngạo, nơi này thật nếu là có cái gì trí bảo, có thể đến phiên ta nhóm sao. Kia, tạm thời không đi, ba người chúng ta, giết cái kia tiểu tử, dư xài, sau khi tiến vào, nếu là có thể được cái gì cơ duyên, tự nhiên là thuộc về ta nhóm, nếu như là ta nhóm vô pháp được đến cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể chắp tay tặng cho hồn ảm, không được nữa, ta nhóm. Trực tiếp tìm hồn vẫn sơn trưởng lão, chẳng phải là càng tốt hồn nhạc hai người nghe thấy lời này lần lượt gật đầu người nào không có tư tâm có thể tự mình được đến trí bảo làm gì chia sẻ cho người khác nhất thời ở giữa ba người cùng nhau chen vào mà lúc này mục phân tiến nhập không gian bên trong lại là phát hiện cái này một phiến thiên địa rộng lớn vô ngân thảo nguyên phía trên vắng vẻ bát ngát mà trong không khí tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí thật sâu ngửi một cái khiến cho người tâm thần thanh thản mục phân lúc này không ngừng không nghỉ, hướng phía sâu chỗ lao đi. Hồn Sam, hồn nhạc ba tên kia, tất nhiên sẽ đuổi theo, đến mức có thể hay không thông chi những người khác, Mục Vân cũng không xác định. Nhưng chỉ là ba người này, cũng đã là đầy đủ khó chơi. Theo Mục Vân đi tới, hậu phương, tam đạo thân ảnh, dần dần tiếp cận. Thật đến rồi, Mục Vân thầm nói, thế mà cùng một chỗ đuổi theo, xem ra là không dự định nói cho những người khác nơi đây, quả nhiên là nghĩ đến, có chỗ tốt, chính mình vớt chỉ là, thật sự cho rằng ta giết không được ngươi nhóm ba người sao. Mục Vân lúc này, tốc độ tăng tốc, hắn cũng muốn nhìn xem, trong này đến cùng có cái gì. Dưới chân bãi cỏ, phi tốc lui lại, mà từ từ, phía trước, xuất hiện một mảnh sa mạc. Hoàng sa nối liền đất trời, mình mông bắt ngát, có thể là tại kia hoàng sa chỗ bên trong, lại là xuất hiện từng tòa kim tự tháp. Chân chính kim tự tháp, cũng không phải là làm bằng vàng tạo, mà là kim sắc hạt cát trồng chất mà thành, sừng sững như sơn, một mắt thấy không đến đỉnh phong. Mục Vân không do dự, trực tiếp xông vào trong sa mạc. Càng ngày càng tới gần kim tự tháp, càng là có thể cảm nhận được kim tự tháp hùng vĩ cùng cao lớn. Giống như một vị như người khổng lồ, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Mà tại thời khắc, Mục Vân tới gần kim tự tháp trăm trưởng vị trí, tốc độ dần dần yếu bớt xuống tới thời điểm, đột nhiên, kia kim tự tháp bên trong, một cố cường đại lực hấp dẫn, tại thời khắc ẩm vang ở giữa, lan truyền ra. Mục vân thân thể tại thời khắc, không chịu khống chế, hướng phía kim tự tháp chạy như bay. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, chương 3827, thật là khéo. Lúc này, kia lực hút vô hình, tựa hồ muốn mục vân hấp thụ đến kim tự tháp bên trong, vô pháp đối kháng. Mà giờ khắc này, hồn sam, hồn nhạc ba người, cũng là đã nhích lại gần. Thối mù loà, nhìn người có thể chạy đi nơi đâu. Mục vân lúc này nhìn về phía ba người, lại là cười lạnh nói có bản lĩnh liền đến sợ hàng ngươi bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ hồn sam ba người lập tức giận dữ dây lát ở giữa vùng đầu nắm đấm thẳng hướng mục phân có thể là sau một khắc ba người lại là thân thể không chịu khống chế tại thời khắc hướng phía kim tự tháp cấp tốc gần sát không được mắc lừa cái này hỗn đản lúc này ba người thần sắc nhất biến có thể là nghĩ lui bước là đã không kịp tứ đạo thân ảnh lúc này không ngừng bị kim tự tháp hấp thụ khoảng cách càng ngày càng gần chuyện gì xảy ra hồn sa mắng thối mù loà, hại chúng ta đầu óc ngươi không có mau bệnh a à. mục phân lại là đáp lễ nói ba người đuổi theo giết ta không hại ngươi nhóm hại người nào ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta nhóm cùng một chỗ xuống nước ngu xuẩn mục phân không thèm để ý ba người lúc này thể nội bộc phát ra nhất đạo đạo công kích ý đồ thoát ly kim tự tháp khống chế lui về vùng này có thể là kia kim tự tháp bên trong hấp thụ lực, tại thời khắc lại là càng ngày càng cường đại. Tứ đạo thân ảnh, mặc dù không ngừng phản kháng, có thể dù sao vẫn còn là từng bước một, đến gần kim tự tháp. Hồn Sam đại ca, hồn nhạc đại ca, cứu ta. Dẫn đầu duy trì không được, là vị kia hóa thiên nhất trọng thanh niên, lúc này rốt cuộc không chống đỡ được, bịch một tiếng, một đầu đâm vào kia kim tự tháp bên trong. Hồn xuyến, hồn xuyến, hồn Sam cùng hồn nhạc hai người, lúc này đều là sắc mặt phẫn hận, có thể tâm có dư mà lực chưa tới. Chỉ là, trong tưởng tượng huyết nhục bạo liệt, tuyệt không xuất hiện. Hồn xuyến thân thể, cũng không phải thiếp thoa đến kim tự tháp bên ngoài, mà là thổi phù một tiếng, tại thời khắc trực tiếp chui vào. Chuyện gì xảy ra, Mục Vân lúc này, cũng là không chống đỡ được, dứt khoát tiết kiệm chút khí lực, tiến nhập nhìn kỹ hãng nói. Sau một khắc, Mục Vân thân thể, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hồn Sam cùng hồn nhạc lúc này cũng là minh bạch, đã chống cự không, dứt khoát liền thuận thế mà làm. Tam đạo thân ảnh tại thời khắc, tiến nhập kim tự tháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới tại thời khắc nhìn, vẫn y như cũ là phong khinh vân đạm. Oanh, làm đến mục vân thân thể tiến nhập kim tự tháp bên trong thời điểm, đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Bốn phía, một mảnh hoàng sa mạn thiên, nơi này, cũng không phải là giống như kim tự tháp bên ngoài nhìn kia, mà là một mảnh u ám, hoàng sa mạn thiên thiên địa. Đưa tay không thấy năm ngón tay hoàng sa chỗ bên trong, chỗ chỗ đều là làm người tim đập nhanh cuồng phong, thậm chí cuồng phong cuốn sạch lấy cát bụi, hóa thành bão cát tại bốn phía điên cuồng gào rít giận dữ. Lúc này, Mục Vân thần sắc tỉnh táo, hồn thức dò xét bốn phía. Cũng không có cảm giác đến hồn sam, hồn nhạc cùng hồn xuyến khí tức. Mục Vân không biết đông nam tây bắc, lúc này chỉ là đơn thuần đi ra, tốc độ không nhanh không chậm chống cự lại những cái kia bão cắt liên lụy. Ngoại giới lực hấp dẫn, hẳn là những này bão cắt ngưng tụ. Theo đi tới, đột nhiên, phía trước, hình như có nhất đạo khí tức, đang từ từ tới gần. Mục phân tay cầm bão tàn kiếm, thân sắc cẩn thận. Người nào, kia người tại thời khắc lên tiếng. Mục phân nghe đến âm thanh, lập tức minh bạch, hồn xuyến, không nói hai lời. Mục vân tại thời khắc tới gần. Ngươi đến cùng là người nào? Không nói chuyện, ta liền giết ngươi. Hồn xuyến lúc này không có sức nói. Hắn cũng không thể xác định, phía trước người, phải chăng có thể nghe đến lời hắn nói, cho nên hắn không có dũng khí tùy tiện xuất thủ, lo lắng thương đến hồn sam cùng hồn nhạc. Có thể là mục vân lại là không có bất kỳ băn khoăn nào. Tiến nhập nơi đây ba người, đều là địch nhân của hắn. Bão tàn kiếm lúc này, dây lát ở giữa giết ra. Hồn xuyến kịp phản ứng, có thể là hai người khoảng cách đã quá gần, cái này một kiếm, tránh né không mở. Là ngươi, thối mù loà, hồn xuyến lúc này phần bụng bên trong kiếm, tiên huyết chảy dòng, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc kinh ngạc nói. Không sai, là ta, Mục Vân vào giờ phút này lại là cười lạnh nói, thật là khéo. Hồn xuyến thân thể, dây lát ở giữa rút lui, Mục Vân lúc này lại là rút kiếm, tới gần hồn xuyến. Nhìn tới cái này địa phương rất tốt, đem các người ba người tách ra, ta ngược lại là có thể từng cái đánh tan, chỉ là ngươi vận khí tương đối kém, trước đụng đến ta. Mục vân một câu uống xong, táng sơn hà, một kiếm ra, như là sơn hà phá vỡ, quang mang dây lát ở giữa tụ tập ở một điểm, trực tiếp thẳng hướng hồn xuyến. Hồn xuyến lúc này cầm trong tay một thanh trường thương, dây lát ở giữa đưa ngang trước người, ngăn cản kiếm khí kia. Chỉ là bị mục vân kích thương, lúc này một thân thực lực không bằng bảy tám, một phát này, căn bản ngăn cản không nổi mục vân công kích. Còn nữa, chém giết một vị hồn tộc thanh niên, mục vân đối hồn tộc cũng là hiểu rõ một chút. Nhục thân đúng là không đủ cường đại, có thể là hồn thức lại là cực kỳ cường đại. Chính vì vậy, cho dù hắn nhóm nhục thân bị cực lớn thương tích, cũng không thể lại lập tức phải chết, thậm chí là có thể dựa vào hồn thức, tăng cường khôi phục nhục thân tốc độ. Mục vân lúc này, thần sắc sáng lên, thiên địa hồng lô, nhất thời ở giữa, đỉnh đầu thiên địa hồng lô hiện lên, đạo đạo nham tương, tại thời khắc dâng lên mà ra. a à, hồn xuyến lúc này bị nham tương đụng vào, thân thể lập tức phát ra từ tư âm thanh như là là bị nướng. Siêu ư, Mục Vân lúc này, vui mừng quá đỗi. Thiên địa hồng lô cái này hồng hoang trí bảo, đối hồn tộc người, quả nhiên là cụ hữu cực lớn áp chế tính. Hắn những năm gần đây, cũng là sử dụng qua thiên địa hồng lô chiến đấu, có thể là cũng không có như này cường đại bạo phát lực. Hồn tộc đối mặt vật này, lại là cực kỳ sợ hãi. Thật như thế, nhất thời ở giữa, thiên địa hồng lô cháo ra, hồn xuyến một thân thực lực, càng là không phát huy ra một hai, bị mục vân một kiếm triệt để chảm nhục thân, chế trụ hồn phách. Đụng đến ta, coi như các ngươi không may. Mục vân lúc này cười lạnh nói, oanh, một tiếng bạo liệt, hồn xuyến hồn phách, tại thời khắc triệt để bị mục vân dẫn bạo. Thôn vệ chi lực cùng tịnh hóa lực lượng tại thời khắc cộng đồng vận chuyển, kia hồn xuyến một thân tinh khí thần, chảy vào mục vân thể nội. Tăng thêm phía trước kia vị, hai vị chúa tể cảnh tinh khí thần, tồn chữ tại mục vân thể nội. Lúc này, mục phân tuyệt không ngừng lại tại địa phương này lại là trực tiếp xâm nhập không bao lâu hai thân ảnh tại thời khắc xuất hiện chính là hồn sam cùng hồn nhạc là hồn xuyến hồn sam nhìn xem trên mặt đất tàn vái thi thể nhịn không được nói bị giết hồn nhạc lúc này kinh nghi bất định nói là chết tại nơi đây bên trong phong bạo vẫn là bị người giết chết hồn sam ngồi xuống nhìn xem thi thể hung ác nói là vết kiếm khẳng định là kia thối mù loà lúc này hồn nhạc ánh mắt lạnh như băng, lại là cái kia thối mù loà. Chúa tể đạo bất quá 5 mét, có thể là đã chém giết hai vị hóa thiên nhất trọng cảnh giới. Cái này tiểu tử, quả thực là đáng ghét. Hồn nhạc lúc này nội tâm, trừ phẫn nộ, cũng có một vẻ hoảng sợ. Hắn cũng là hóa thiên nhất trọng cảnh giới, chúa tể đạo siêu Việt 10 mét. So với hồn xuyến, cũng liền cường một ít mà thôi. Hồn Sam lại là hóa thiên cảnh nhị trọng, chúa tể đạo hơn 20 mét. Hồn Sam tự nhiên không sợ Mục Vân, có thể là hắn trong lòng có chút lo lắng. Tiếp xuống, hai người chúng ta không thể tách ra, nếu không nhận sai đối phương là địch nhân, kia liền phiền phức. Tốt, hai thân ảnh, tại thời khắc lại lần nữa rời đi. Mà Mục Vân lúc này, lại là đứng tại một tòa kim tự tháp trước, suy nghĩ xuất thần. Không sai, một tòa kim tự tháp, tại kim tự tháp bên trong một tòa kim tự tháp. mươi 3828, Hoàng đế Kinh cả cái kim tự tháp nhìn trăm trượng chi cao toàn thân cao thấp bóng loáng như lưu ly ánh sáng phản xạ nếu không phải là kia phản xạ quang mang mục phân căn bản không có khả năng chú ý tới cái này một tòa kim tự tháp chỉ là kim tự tháp bên trong kim tự tháp quá mức kỳ quái mục phân tới gần nơi này một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp lại là không cảm giác được bất kỳ lực hấp dẫn mà giờ khắc này làm đến mục phân đi đến kim tự tháp dưới chân thời điểm lại là nhìn thấy cái này kim tự tháp bóng loáng tường ngoài phía trên, xuất hiện nhất đạo đạo tự thể. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một đạo thể chữ, đều là ngưng tụ thành từng hàng, giống như xích sắt, đem toàn bộ kim tự tháp triệt để chói buộc chặt. Thấy cảnh này, mục vân một cái cái tự nhìn đi. Hồn thức lướt qua kim tự tháp bên ngoài, những cái kia thể chữ, tựa hồ là nhất môn vũ quyết, chỉ là, những này thể chữ, lại là nguồn ngang lộn xộn hỗn tạp cùng một chỗ căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm nhất định có biện pháp phá giải mục phân lúc này kiên nhẫn thẩm tra kim tự tháp từ từ quang mang bắn ra bốn phía ở giữa mục phân tại cái kia đạo đạo quang mang thể chữ bên trong phát hiện có lấy một tia độc đáo vận vị giới văn quỹ tích mục phân nhất thời ở giữa bừng tỉnh đại ngộ những này thể chữ cũng không phải là vô tự nếu như đem những này thể chữ xem như giới văn đến đối đãi kia liền hoàn toàn không giống có thể tạo thành nhất đạo đại trận. Mục phân bàn tay vung lên, nhất thời ở giữa, đạo đạo giới văn lăng không mà ra, mà sau hóa thành nhất đạo đại trận. Chỉ thấy đại trận kia ở giữa, một thân ảnh, tại thời khắc chậm rãi đi ra, giống như ở giữa thiên địa chúa tể, vạn tộc bên trong vương giả. Cái này nhất khắc, mục phân thật sâu bị loại kia thiên hạ ngoài ta còn ai trạng thái hấp dẫn. Chỉ thấy đi ra thân ảnh, dừng lại tại giới văn bên trong, thấy không rõ hắn dung nhan, chỉ có một tia lãnh khốc khí tức không sai kia thân ảnh mang theo tán dương vị đạo từ từ nói ta lưu lại vật này cho dù là cường đại giới trận sư cũng không nhất định có thể đủ phá giải ra đến người một lần thành công nhìn đến không đơn giản mục vân nghe vậy lại là trong lòng thầm nhủ cái này rõ ràng rất đơn giản ban đầu thể chữ dung hợp hắn mới có thể đủ nhìn thấy kia là giới văn con đường chỉ là minh bạch cái này một điểm liền có thể mở ra cái này cái này cũng không khó ha à. Làm sao nghe được người này lời nói, giống như rất khó giống như. Sẽ không phải là một cái không kiến thức chúa tể cảnh võ giả ha. Kia cái này kim tự tháp bên trong, nhìn cũng sẽ không có vật gì tốt. Tháp này bên trong, vì hoàng đế kinh, là hoàng đế trước kia lĩnh hội nhất môn hồng hoang cổ kinh, cải thiện về sau, đối chúa tể cảnh võ giả, khá có thần hiệu nhất môn đế kinh. Này thần điền, có thể giúp chúa tể cảnh võ giả, đúc nói, thông thần, ngưng tụ cường đại chúa tể đạo. Mục Vân nghe thấy đúc đạo hai chữ, chính là thần sắc nhất biến. Đúc đạo là cái gì? Chú tạo chúa tể đạo, hoàng đế kinh, vẻn vẹn nghe danh tự, đúng là khó lường. Vào giờ phút này, theo giới văn khống chế bốn phía, kia nhất đạo đạo tự phù, hóa thành hoang cổ phản văn, lưu chuyển vào Mục Vân trong đầu. Tại thời khắc này, phảng phất là khắc ấn tại Mục Vân não hải hồn hải bầu trời, một cái cái thiếp vàng chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ. A, à, mà giờ khắc này, kia hư huyễn thân ảnh, lại là phát ra nhất đạo kinh dị thanh. Khó trách như thế đơn giản, nguyên lai like người cũng thế. Hư ảnh âm thanh tuyệt không nói xong, chính là trực tiếp tán loạn. Nguyên lai like ta cũng là cửu mệnh thiên tử sao? Mục vân lúc này lẩm bẩm mỉm cười, chính là quan tưởng chính mình hồn hải bên trong, kia nhất đạo đạo tự dấu vết. Hoàng đế kinh, có phải là còn có thương đế kinh? Mục vân cười cười, bất quá, nói trở lại, những này cường đại võ giả, là thật không phải bình thường có thể được đến xương hào đế, xương hào thần thực lực, từ xưa đến nay, không có một cái là hạng đơn giản. Lôi đế, Ách Lôi thần thể quyết, Nguyên Hạo cổ thần, Vạn Nguyên Quy Thiên quyết, Hoàng đế, Hoàng đế kinh, mấy vị này đều là tự sáng tạo giới quyết cấp bậc, cái này có lẽ liền là những này người có thể được xưng là thần, xưng là đế sức lực đi. Mục phân thật sâu minh bạch, tự sáng tạo mở ra nhất môn giới quyết, là gian nan giường nào? Cần thích hợp võ giả giới lực vận chuyển Xứng đôi võ giả chúa tể đạo, cùng với mỗi người phương pháp tu hành là không giống, nhất môn vũ quyết cần thỏa mãn những điều kiện này, có thể xưng cực kỳ hà khắc. Hoàng đế kinh, mở rộng chúa tể đạo, tăng cường chúa tể đạo cường độ, ngưng tụ chúa tể đạo bá đạo lực lượng. Lúc đạo câu chuyện thì ra là thế, Mục Vân tiếp tục quan sát, lúc này mới phát hiện, cái này hoàng đế kinh cũng không phải là chỉ là đơn giản trợ giúp chúa tể cảnh tại chúa tể đạo con đường tu hành bên trên không ngừng đề cao càng là nắm giữ cường đại lực sát thương năm quyền nội dung mỗi một quyền đối ứng chúa tể cảnh mỗi nhất tầng càng là tu hành pháp quyết này có thể làm cho chúa tể đạo có thể tiếp nhận siêu cường bạo phát lực phóng thích mượn cơ hội này thì triển hoàng đế kinh bên trong hoàng đế nghiên cứu mà ra công kích pháp quyết hoàng đế hóa thiên trưởng hoàng đế thông thiên quyền hoàng đế dung thiên trảm hoàng đế phạt thiên chỉ hoàng đế phong thiên ấn vừa vận đối ứng năm đại cảnh giới trưởng pháp quyền pháp trảm pháp, chỉ pháp, ấn pháp. Mục vân quan sát một hồi, chính là thu hồi tâm thần. Cái này hoàng đế kinh, đủ dùng được xưng tụng là đỉnh tiêm cửu phẩm giới quyết. Mà lần này, được đến bản thiếu đại hoang già thiên thủ, cùng với cái này hoàng đế kinh, càng là dung hợp hoàng đế chi nhãn, có thể nói chuyến đi này không tệ. Vốn là dự định trực tiếp đi tới diệp tộc, nhưng là hiện tại, mặc dù khúc chiết chút, có thể là nhìn, coi như không tệ. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía kim tự tháp mất đi tự phù kim tự tháp, tại thời khắc nhìn, mặt ngoài ảm đạm không ít. Mục Vân bước chân bước ra, tới gần kim tự tháp, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, kim tự tháp lại là giống như không tồn tại, bị Mục Vân bàn tay xuyên thấu. Bước chân tại thời khắc bước ra, Mục Vân tiến vào kim tự tháp bên trong. Nhất thời ở giữa, chỉ cảm thấy, ở giữa thiên địa, nhất đạo thương mang khí tức, tại thời khắc dây lát ở giữa phóng thích mà ra. Cái kia đạo đạo tinh thuần khí tức, làm cho Mục Vân thân thể vô cùng thư sướng. Cái này là, Chúa Tể Đạo Ấn tàn phiến, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, Chúa Tể Đạo Ấn, hắn cũng là tại thất hung thiên bên trong biết đến. Lúc đó được đến lưỡng phiến, sau đến tại chính mình đạp vào Chúa Tể Cảnh thời điểm, cũng là lần lượt bị lợi dụng, mới làm cho Mục Vân tiến nhập Chúa Tể Cảnh, càng thêm ổn định. Vật này là Chúa Tể Cảnh võ giả vẫn lạc về sau, Chúa Tể Đạo còn sót lại mà thành. Chỉ là, cũng không phải là bất luận cái gì chúa tể cảnh, vẫn lạc về sau, đều hội lưu lại vật này, cho nên, cái này chúa tể đạo ấn, 10 phần chân quý. Mà nơi đây, còn sót lại lấy mấy mảnh chúa tể đạo ấn. Mục Vân không nói hai lời, một mạch nạp vào chính mình chúa tể đạo bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy, chính mình kia 5 mét độ dài chúa tể đạo, tại thời khắc, thế mà là gắng gượng trực tiếp tự mình vận chuyển đi ra. Từ 5 mét, đi đến 10 mét, đi đến 15 mét, đi đến 20 mét thẳng đến cuối cùng, đi đến 25 mét, mới vừa dừng lại. Cái này, sẽ không phải là hoàng đế chúa tể đạo ấn A. Mục vân lúc này kinh ngạc nói, chẳng qua là cực kỳ nhỏ bé toái phiến, lại là trực tiếp trợ giúp hắn, đi ra 20 mét chúa tể đạo. Chúa tể đạo, giống như thực giống như hư, cực kỳ bất phàm. Mục vân lúc này có thể thấy rõ ràng chân mình hạ, một đầu đại đạo, lan tràn 25 mét. Có thể là người ngoài lại là nhìn không thấy, cái khác chúa tể cảnh, chỉ có thể dựa vào tự thân chúa tể đạo, đến đánh giá ra hắn người chúa tể đạo chiều dài. Chỉ là lần này, từ chúa tể đạo 5 mét, liền hóa thiên nhất trọng cũng không tính, đến thẳng 25 mét, siêu việt hóa thiên nhị trọng, tiếp cận hóa thiên tam trọng cảnh giới, thu hoạch không thể không nói, rất lớn. Lại nhìn cái này kim tự tháp bên trong, trống rỗng, lại không một tia đặc thù tồn tại, mục vân quay người rời đi. Chỉ là, đi đến kim tự tháp bên ngoài, hai thân ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chương 3829, hóa thiên nhị trọng. Thối mù loà, quả nhiên là ngươi. Hồn Sam lúc này, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Thối mù loà, hồn xuyến có phải hay không chết trong tay ngươi? Hồn nhạc lúc này giận chỉ mục vân quát, nhìn thấy hai người tức hồn hển bộ dáng. Mục vân bất đắc dĩ nói, người nhóm bốn người muốn giết ta, ta tự nhiên là muốn giết các ngươi, đến mức kia tức hồn hển sao? Tức hồn hển hẳn là ta mới đúng chứ? Hồn Sam cùng hồn nhạc hai người, lúc này lại là ánh mắt lạnh lùng, trực câu câu nhìn chầm chầm Mục Vân. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai thân ảnh, tại thời khắc dần dần tản ra, phòng ngừa Mục Vân đào tẩu. Nhìn đến một màn này, Mục Vân lại hơi hơi cười nói, yên tâm, ta không hội chạy. Lời này vừa nói ra, hồn sam cùng hồn nhạc lại là càng thêm cẩn thận. Không hội chạy, không chạy chẳng lẽ chờ chết, hắn nhóm vậy mới không tin Mục Vân, không tin ta, lừa các ngươi làm cái gì mục phân khẽ cười nói bởi vì cái này một hồi thời gian ta không phải vừa rồi cái kia ta một câu rơi xuống mục phân trong tay bão tàn kiếm xuất hiện kiếm mang hơi hơi lấp lóe một cỗ tim đập nhanh khí tức tại thời khắc xuất hiện tại thời khắc này mục phân cũng không có huy động trường kiếm giết ra hồn sam cùng hồn nhạc hai người lúc này lại là càng thêm cẩn thận cẩn thận một chút hồn sam lúc này nghi ngờ nói cái này tiểu tử cho ta cảm giác. Có chút không giống, không giống rồi, nơi nào không giống rồi. Hồn nhạc nhìn về phía Mục Vân, lại là có chút không giải. Cái này ra hỏa, có cái gì không giống. Cùng lên đi, Mục Vân khẽ cười nói, nếu không ngươi nhóm không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, hồn Sam cùng hồn nhạc hai người còn không tới kịp hành động, nhất thời ở giữa, Mục Vân thân thể động. Táng Sơn Hà, một kiếm ra, giống như sơn đỉnh sông nứt, dây lát ở giữa càn quét đến hai người thân trước. Hư diệt táng thần kiếm quyết, uy lực tự nhiên là cường đại, xứng đôi hóa thiên cảnh, cực kỳ thích hợp. Trước đó Mục Vân cũng không thể dùng này kiếm thuật, chém giết hồn sam hồn nhạc, đó là bởi vì Mục Vân chúa tể đạo chỉ có 5 mét, chúa tể đạo đối tự thân thực lực tăng trưởng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Có thể là lần này, không giống, Mục Vân có thể là hóa thiên nhị trọng, chúa tể đạo 25 mét. Một kiếm ra, nhất thời ở giữa, hồn sam cùng hồn nhạc hai người, đều là cảm giác được áp lực thực lớn, đập vào mặt. Cái này tiểu tử, hồn sam hoảng sợ nói, chúa tể đạo khí tức, so với ta đều cường. Lời này, không cần hồn sam nói, hồn nhạc cũng là cảm nhận được. Trước đó mục vân cái này một kiếm uy lực, mang đến cho hắn một cảm giác là rất mạnh, có thể là còn không thể mang đến uy hiếp tính mạng. Nhưng là bây giờ, cái này một kiếm lại là để hắn cảm giác, cơ hồ cả cái người đều là nhận cực lớn hạn chế. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, hồn nhạc vào giờ phút này, biến sắc, bước chân lảo đảo, thân ảnh rút lui mà quay về. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, hồn nhạc cùng hồn sam hai người, thân bên trên dây lát ở giữa xuất hiện mấy đạo thương tích, máu tươi chảy xuôi mà ra. Cảm giác như thế nào? Lúc này, nhìn về phía hai người, Mục Vân cười nói. Chúa tể đạo, đối với chúa tể cảnh đến nói, thực tại là quá trọng yếu. Chúa tể đạo cường đại, có thể nói như là bản thân thứ hai, đang tùy thời cho cho chính mình lực lượng trèo trống. Cái này loại cường đại, không thể tưởng tượng. Mục phân lúc này cảm nhận được chúa tể đạo cường đại, cũng là tâm thần cực lớn cảm giác được thư sướng. Hồn nhạc cùng hồn sam hai người, lúc này lại là rất không thư sướng. Táng nhật nguyệt, một kiếm ra, phảng phất nhật nguyệt cùng sinh, quang huy vạn trượt, dây lát ở giữa che lại hai người ánh mắt. Táng thiên địa, sát na ở giữa, mục phân thân ảnh, xuất hiện tại hai người thân trước, trực tiếp một kiếm lấy ra, vạch phá hai người cái cổ, máu tươi chảy xuôi mà ra ở giữa, hai người thân thể, dần dần sụp đổ. Ngươi, vào giờ phút này, hai người nhìn về phía Mục Vân, đều là thần sắc kinh ngạc. Ta cái gì ta, Mục Vân cười lạnh nói kết thúc, một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra, một kiếm lại lần nữa giết ra. Táng vạn giới, nhất thời ở giữa, hồn nhạc cùng hồn sam chỉ cảm thấy, đất trời bốn phía ở giữa phảng phất hết thảy quang mang tán loạn chỉ có vô tận thời không đổ sụp làm cho hai người thân thể tại thời khắc bị triệt để chôn vùi từ từ ở giữa mục phân thu kiếm nhìn về phía hai cỗ thi thể ngược lại rời đi nơi đây hư diệt táng thần kiếm quyết hết thảy bát thức bốn thức đầu xem như một chiêu thức quen thuộc qua nhưng dù cho như thế uy lực đã là đầy đủ được xưng tụng cường đại mà sau tứ thức mới thật sự là uy trấn thiên hạ bất quá uy lực mạnh mẽ tu hành cũng khó mục Vân cho tới bây giờ cũng chưa trưởng khống sau tứ thức rời đi không gian bí cảnh bên trong mục Vân xuất hiện lần nữa tại hoàng đế cung ở giữa dưới cơ duyên xảo hợp thăm dò làm cho mục Vân được đến đại hoang giả thiên thủ cùng hoàng đế kinh cái này hoàng đế cung bên trong quá mức mộng ảo như quy nhất nói được cái gì hoàn toàn xem vận khí lúc này mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tại hoàng đế cung bên trong từng tòa đại điện ở giữa bồi hồi. Hiện tại, các phương một chờ chúa tể nhóm đều là đã tiến vào nơi đây, hắn nếu là bị người phát hiện, tính mệnh khó bảo đảm. Có thể là cứ vậy rời đi, Mục Vân tự nhiên cũng là không cam tâm. Không bao lâu, Mục Vân đi đến một tòa to lớn đại điện bên trong. Bốn phía đại điện, nhìn lưu lại một ít vết tích, hiển nhiên là có người tại Mục Vân trước đó tiến vào nơi đây. Mà Mục Vân nhìn về phía đại điện, cũng là thần sắc hơi động. Bên trong có không gian ba động vết tích, Mục Vân đi đến bọc hậu, cuối cùng, tại một chiếc hương cổ trước, phát hiện không gian ba động nguồn gốc. Chỉ là, liền xem Mục Vân điều tra cổ kính bốn phía ba động, có gì kỳ quái chi chỗ thời điểm, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc, đột nhiên đến. Tiêu nhiên đại ca, hắn nhóm liền tiến trong này, một thanh âm, đột nhiên vang lên, Mục Vân không nói hai lời, che giấu khí thức cùng thân ảnh, tiêu thất ở trong đại điện. Chỉ thấy bốn năm đạo thân ảnh, lúc này từng cái xuất hiện tại đại điện sau. Người ở nơi đó, tiến nhập trong cổ kính thời không bí cảnh bên trong, thanh âm kia vang lên lần nữa, nói tiêu nhiên đại ca, hồn ảm tên kia, liền là tại một chỗ bí cảnh bên trong, phát hiện thất phẩm giới khí, lần này diệp tộc người đi vào trước, ta nhóm theo sau. Ta minh bạch, được xưng hô vì tiêu nhiên ra hỏa, lúc này gật gật đầu. Mục phân lúc này, mắt không thể thấy, cũng không có dũng khí quá mức dùng hồn thức dò xét, Đại khái cảm giác được mấy người khí thức mà thôi Tiêu nhiên, hồn tiêu nhiên, cái này ra hỏa Hắn vừa mới tiến cửu quân thành thời điểm, cũng nhìn thấy qua Hồn tộc một vị thiên kiêu Bất quá, tựa hồ cũng không có hồn ảm kia nổi danh Lúc này, hồn tiêu nhiên mở miệng nói Hai người các ngươi, giữ vững nơi đây Nếu có người đến, liền nói chúng ta hồn tộc đã điều tra nơi đây Khuyên bọn họ rời đi Hai người các ngươi, cùng ta đi vào chung Hồn tiêu nhiên ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng nói, nếu có cái gì có giá trị xuất thủ, kia liền không khách khí. Vâng, lúc này, tam đạo thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại cổ kính trước. Mục vân cũng coi là nghe rõ. Diệp tộc người, phát hiện cái này cổ kính bí cảnh, kết quả là đã tiến nhập nơi đây, hồn tộc mấy tên này, hẳn là trùng hợp nhìn thấy, liền đi thông chi hồn tiêu nhiên. Hiện tại, cái này hồn tiêu nhiên chạy tới, đại khái tỷ lệ là muốn. Giết người đoạt bảo chương 3830, Diệp Phù Diệp Quân. Nếu như đổi lại là những người khác, Mục Vân khả năng cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, chính là sẽ rời đi nơi đây. Có thể là, Diệp tộc người, lần này hắn đi đến tiêu diêu thánh khư, vốn là vì đến Diệp tộc bên trong nhận thân. Hắn cũng không có khả năng không duyên cớ nhìn xem Diệp tộc người, bị hồn tộc người cho âm. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc, dây lát ở giữa xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nào, người nào, kia lưu thủ hai người, dây lát ở giữa thần sắc nhất biến. Có thể là mục phân cơ hồ là dây lát ở giữa, đông hoa đế ấn theo thiên địa hồng lô trực tiếp nện xuống, kiếm thể tứ đoán bạo phát, phối hợp báo tàn kiếm, trực tiếp thi triển táng vạn giới chi thức, phủ đầu chém xuống một kiếm tới. Hai vị hóa thiên tam trọng đệ tử, kêu thảm một tiếng, chính là ngã xuống đất. Hóa thiên tam trọng chúa tể cấp bậc, hắn nếu là triển đấu lên, thật đúng là đến chậm trễ không ít thời gian. Xuất kỳ bất ý tập sát, ngược lại là không có phiền toái như vậy. Thiên địa hồng lô cũng tốt, đông hoa đế ấn cũng được, hiện nay cùng hắn dung hợp, đều là cực kỳ phù hợp. Vào giờ phút này, Mục phân thu hồi trường kiếm, càng đem hai người thi thể vỡ nát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, tiến nhập cổ kính bí cảnh bên trong. Vừa vào bí cảnh, đất trời bốn phía, sáng tỏ thông suốt. Mà trước mặt, là một vùng thung lũng, sơn cốc hợp với sơn cốc, xanh um tươi tốt thụ mộc, tản ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, cũng may cái này một vùng thung lũng, xanh um tươi tốt, Mục Vân đột nhiên xuất hiện, cũng là không có dẫn tới cái gì tâm động. Lúc này, Mục Vân bàn chân rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía bốn phía, khuếch tán chính mình hồn thức. Không bao lâu, đạo đạo lệnh nhân tâm sợ khí tức, tại thời khắc tràn ngập ra. Đó là một loại phảng phất đến từ ở giữa thiên địa chấn nhiếp, làm cho Mục Vân cảm giác được, trong đầu của mình, tựa hồ cũng muốn run rẩy Cũng không phải là người, phảng phất là cái gì vật. Mục vân tiếp tục đi tới, loại kia để tâm linh hồn phách đều run rẩy lực áp bách, ngày càng mạnh mẽ. Mục vân cũng là dần dần thích ứng cái này chờ sức chống cự. Mà tại thời khắc, mục vân đột nhiên phát giác, phía trước tam đạo thân ảnh, giống như chính mình, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía một cái sơn cốc tới gần. Hồn tiêu nhiên ba người, mà giờ khác này, mục vân tốc độ giảm bớt, cẩn thận ba người. Dần dần, tam đạo thân ảnh đi đến một cái sơn cốc bên ngoài, ngừng lại. Mục vân cũng là đi đến sơn cốc khác một bên, dừng lại, nhìn về phía sơn cốc bên trong. Lúc này, chỉ thấy được, sơn cốc bên trong, hết thảy sáu người. Trong đó bốn người, đứng tại bốn phía, chú ý cẩn thận, phòng bị ngoại giới. Mà đổi thành bên ngoài hai người, một nam một nữ, tại thời khắc, tựa hồ thi triển bí thuật gì, muốn mở ra thân trước một bộ cổ đồng quan tài nam tử kia nhìn sắc mặt trắng nón, dáng người cũng là lược hiển gầy gò nhìn kỹ lại tính đến một cái mười phần mỹ nam tử mà nữ tử thân mang một bộ màu xanh biếc quần áo váy bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái tóc dài đâm thành một đầu đuôi ngựa phá lệ thanh xuân động lòng người diệp quân người đến cùng được hay không a à? nữ tử lúc này mở miệng thúc giục nói cẩn thận một chút cẩn thận một chút lúc này thanh niên lại là không nhịn được nói tỉ người có thể hay không đừng thúc giục Tên là Diệp Quân Thanh Niên, càng là im lặng nói, đây chính là đồ cổ cấp bậc, khả năng so với chúng ta ra ra xuất hiện thời đại còn sớm, nói không chừng bên trong phong cấm là cái gì khủng bố đại nhân vật đâu. Đánh giám, nữ tử mắng, muốn thật là phong cấm đại nhân vật gì, sẽ như vậy dễ dàng bị ta nhóm tìm tới sao? Ít tại cái này quỷ kéo, lời này vừa nói ra, Diệp Quân gãi đầu một cái. Đừng phân tâm, ngươi nhanh điểm, ta chống đỡ không nổi bao lâu. Bốn phía bốn người, nhìn xem tỷ đệ hai người tranh cãi cũng là tập mãi thành thói quen cũng không thèm để ý mà giờ khắc này mục phân nhìn về phía sáu người kia lại nhìn về phía hồn tiêu nhiên ba người ba đối sáu hồn tiêu nhiên nên là không dám ra tay a à. chỉ là mục phân lập tức lại là phát hiện chính mình nghĩ sai hồn tiêu nhiên lúc này hướng về bên cạnh người hai người khoa tay múa chân lấy cái gì chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia tại thời khắc đột nhiên dần dần tản ra một trái một phải ba người thành kỳ giác chi thế, thế mà là chuẩn bị động thủ. Mục vân lúc này, linh cơ khẽ động, bàn tay ngẫu nhiên nắm lên trên mặt đất một cục đá, hồn lực bạo phát, dây lát ở giữa cục đá ném ra. Bành, nhất thời ở giữa, cục đá nhanh chóng đập ra, rơi tại kia tỷ đệ hai người bên cạnh người, dây lát ở giữa dẫn bạo. Tỷ đệ hai người, thần sắc nhất biến, bốn phía bốn người, lúc này cũng là cẩn thận. Người nào, cái này nhất khắc, động tính có thể là không nhỏ. Tỉ, là cục đá rơi xuống mà thôi đi, người chớ khẩn trương. ngớ ngẩn, Diệp Phù lúc này lại là mắng người gặp qua cục đá rơi xuống, có thể đem trên mặt đất đập ra một cái hố sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Quân vội vàng ngậm miệng. Diệp Phù nhìn về phía sơn cốc bốn phía, lần nữa nói: ra đi, chớ núp ẩn núp giấu. mà giờ khắc này, hồn tiêu nhiên ba người đột nhiên thân ảnh lóe ra, nhất thời ở giữa thẳng hướng ba người phía sau. chỉ là lúc này mấy người đều có đề phòng, dây lát ở giữa ngăn cản ở. Hồn tiêu nhiên ba người, tại thời khắc lần lượt lui lại. Là ngươi, hồn tiêu nhiên. Diệp phù nhìn về phía hồn tiêu nhiên, cười lạnh nói, hồn tộc người, thật là đều sẽ làm chút chuột làm sự tình. Lúc này, hồn tiêu nhiên lại là thần sắc lạnh lùng, nhìn bốn phía nói, còn có một vị bằng hữu tiềm ẩn tại địa phương này, cho diệp tộc người để tỉnh được, kia liền ra đi. Chỉ là, hồn tiêu nhiên lời nói rơi xuống, bốn phía lại là im ắng một mảnh diệp phù diệp quân hai người cũng là cẩn thận nhìn xem bốn phía chỉ là mấy người đều là tinh tế cảm giác dò xét phía dưới lại là không có bất luận cái gì đặc thù thật chẳng lẽ là cục đá chính mình rơi xuống diệp quân lúc này lại là lôi kéo diệp phù góc áo nhịn không được nói tỉ sẽ không phải là cái này quan tài bên trong xác chết vùng dậy đi ngậm miệng diệp phù quát lớn một cái vào giờ phút này hồn tiêu nhiên nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp quân tỷ đệ hai người, cười nói, hai vị, cái này quan tài, nhìn không đơn giản, ta nghĩ chính các ngươi, chưa chắc có thể mở ra, không bằng hợp tác như thế nào. Hợp tác, lời này vừa nói ra, Diệp Phù lại là lãnh miệt nói, cùng các ngươi hồn tộc người hợp tác. Ta Diệp tộc sẽ làm sao? Người sợ không phải đồ đần đi, hồn tiêu nhiên, ai cũng biết, người hồn tộc là đế minh chó săn, cùng đệ bát thiên đế đế đằng phi quanh năm cùng một chỗ, đế minh giết ra ra của ta diệp tiêu diêu người nhóm hồn tộc cùng ta diệp tộc xem như không đội trời chung những năm gần đây người hồn tộc tại tiêu diêu thánh khư bên trong có thể là không ít chôn xuống quân cờ tùy thời chuẩn bị âm chúng ta diệp tộc một cái hợp tác với ngươi chờ ngươi phía sau đâm đao hồn tiêu nhiên nghe thấy lời này lại là cười nói kia là các trưởng bối sự tình không có quan hệ gì với chúng ta đừng đánh rắm diệp phu lại là lần nữa nói nếu không phải đế minh gia diệp tộc hiện tại vẫn y như cũ là tiêu diêu thánh khư trưởng khống lục đại gia tộc cũng không thể lại thoát ly diệp tộc gia gia của ta bỏ mình người hồn tộc cũng có một phần công lao lời này vừa nói ra hồn tiêu nhiên thần sắc hơi hơi lãnh đạm cái này nói không có đến nói rồi tự nhiên kia liền không khách khí hồn tiêu nhiên ngữ khí lạnh lùng nói không khách khí người có tư cách gì không khách khí diệp phù hừ lạnh một tiếng vừa xài bước ra lạnh lùng nói sáu đôi ba Người hồn tiêu nhiên có thể không thể so ta Diệp Phù cường. Sáu đối ba sao, nhưng nếu là 12 đôi 6 đâu? Chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo thâm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy chín thân ảnh lúc này thoải mái đến. Chương 3831, mục phân xuất thủ. Mà nhìn thấy chín người kia một người cầm đầu, Diệp Phù lại là thần sắc lạnh lùng. "Hồn ảm, Diệp Phù khẽ nói, ngươi thật đúng là gậy quấy phân heo, đến chỗ nào đều có ngươi." truy sát lãnh linh linh người là ngươi, hiện tại lại tới đối phó ta nhóm diệp tộc người, người không sợ ngươi đi không ra nơi đây sao? Hồn ảm nghe thấy lời này, lại là cười ha ha một tiếng nói, ta nếu là sợ, ta hồn ảm há có thể đi đến một bước này đâu. Chính là không sợ, ta mới có hôm nay. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, võ giả càng là như vậy, muốn cường đại, rất nhiều chuyện, tự nhiên cần tâm ngoan thủ lạt, một bên, hồn tiêu nhiên nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại. Người tới làm cái gì? Ta bên ngoài hai người đâu? Nghe đến đây lời hồn ảm lại là nói, bên ngoài có thể không có người. Hồn tiêu nhiên mày nhíu lại càng sâu, nhịn không được nói, xem ra là có người cũng tiến vào nơi đây. Hồn tiêu nhiên đối với cái này rất chán ghét, có người tiến vào bí cảnh bên trong, tự tại hắn về sau, đồng thời nhắc nhở Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người, có thể là. Hắn thế mà đến bây giờ, đều chưa phát hiện người này. Xem ra là một cái cực kỳ hiểu ẩn nấp người, lại có thể đào thoát ta hồn tộc điều tra. Chỗ tối mục vân nghe đến lời này, lại là bĩu môi. Chu tiên đồ có thể không phải bài trí, có thể đem hắn khí tức, triệt để thu liếm, trừ phi là cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều rất nhiều chúa tể cảnh cường giả. Cái này hồn ảm mặc dù thực lực không tầm thường, thông thiên cảnh, có thể là cũng vô pháp phát hiện hắn. Hồn tộc người, quả nhiên đều là tiểu nhân vô sỉ, một cái cái ngoài sáng đều bắt đầu không biết xấu hổ như vậy diệp phù quát khẽ một tiếng dây lát ở giữa rút kiếm mà ra diệp quân lúc này cũng không đi phá cái gì quan tài đồng dạng trường kiếm tại tay nhìn chằm chằm nhìn về phía đám người diệp tộc ngày xưa người khai sáng chính là diệp tiêu diêu diệp tiêu diêu một tiếng tràn ngập truyền kỳ thành tựu vì thần đế kiếm thuật cao siêu bởi vậy diệp tộc bên trong cũng không ít tử đệ lấy kiếm thuật làm căn cơ hồn tiêu nhiên lúc này cực kỳ không thích hồn ảm xuất hiện, có thể là cũng không có biện pháp. Hồn ảm cũng không để ý tới hồn tiêu nhiên, vừa xài bước ra, bàn tay cầm ra, tại thời khắc bạo phát toàn thân khí tức, dây lát ở giữa xuất hiện một tấm màu đen cự thủ, trực tiếp nắm lấy tới. Diệp phù hư một tiếng, trường kiếm xuất thủ, sát khí bành trướng. Diệp quân lúc này, cũng là chưa hề sao lại, hồn ảm, đây chính là người tìm chết. Diệp phù quát, ta đại nương nhưng lại tại nơi đây, ta đã là truyền ra tin tức, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nghe đến đây lời nói, hồn ảm lại là cười ha ha nói, đại gia đều không phải ba tuổi hài tử, nơi đây bất kỳ bí cảnh bên trong, đều không thể truyền lại tin tức ra ngoài, cái này là cường đại chúa tể, thậm chí là xương hào thần xương hào đế chế tạo không gian bí cảnh, ngươi những thủ đoạn kia, truyền lại không đi ra. Diệp Phù nghe thấy lời này, thần sắc lạnh lùng, cái này hồn ảm, làm việc từ trước đến nay là quyết tuyệt, lời này không giả. Vào giờ phút này, Mục phần ánh mắt mang theo mấy phần tỉnh táo, nhìn về phía sơn cốc bên trong. Diệp phù, diệp quân mấy người, thua không nghi ngờ. Không nói đến hồn ảm đã là thông thiên cảnh chúa tể cấp bậc, vẻn vẹn là 12 người vây công, cũng có thể đem 6 người vây sát. Hắn nếu là tùy tiện xuất thủ, cũng bất quá là thêm một cái chịu chết. Lúc này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ đối sách. Không bao lâu, chỉ thấy Mục Vân thân ảnh, tại thời khắc di động lên sơn cốc bên trong bên ngoài, đạo đạo giới văn, ở đây lúc không ngừng bị mục vân phát họa mà ra. Hắn hiện tại đã là có thể ngưng tụ ra 9 vạn đạo giới văn. Lục cấp giới trận sư cấp bậc, cực hạn là 8 vạn đạo. Mà thất cấp giới trận sư cấp bậc, lại là 10 vạn đạo giới văn làm điểm xuất phát. Từ 8 vạn đạo đến 10 vạn đạo giới văn ở giữa trống không đoạt, trên thực tế, là giới trận sư đối giới văn một cái nhận thức lại qua, cho nên, khoảng cách lưỡng vạn đạo giới văn, cũng là giới trận sư một lần tự mình đề thăng. Mà bây giờ, Mục Vân liền là ở vào tự mình đề thăng giai đoạn. Thất cấp giới trận, còn không thể thi triển, mà trên tay hắn cũng không có thích hợp thất cấp giới trận trận đồ. Lúc đó tại phong thiền nhai hạ, hắn lĩnh ngộ được ba tòa lục cấp giới trận, đến bây giờ một mực chưa hề thi triển qua, hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Giới văn thu phục, lẫn nhau ở giữa, nối liền với nhau. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc dây lát ở giữa nổ bể ra tới. Diệp phù sắc mặt trắng nhợt, tại thời khắc thân thể rút lui. Nàng là hóa thiên đỉnh phong thập trọng cảnh giới, chúa tể đạo trăm mét. Có thể là, hồn ảm dù sao cũng là thông thiên cảnh, chúa tể đạo tăng phúc cường độ lớn hơn. Đã không nguyện ý hợp tác, kia liền đi chết tốt. Hồn ảm lạnh lùng nói, người dám giết ta, nhất định lưu lại vết tích, diệp tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn ảm nghe thấy lời này, lại là cười nhạo nói, lãnh linh linh ta cũng dám truy sát, băng thần cung ta cũng không sợ, còn sợ người diệp tộc sao. Dây lát ở giữa, hồn ảm tại thời khắc, xuất thủ lần nữa, đen bàn tay phô thiên cái địa, trực tiếp đè xuống. Oanh, cự trưởng rơi xuống, sơn cốc bên trong, một cỗ minh mông hồn phách khí tức lực lượng, trực tiếp chân áp xuống. Diệp phu lúc này, biết rõ không đường thối lui, chỉ có thể ngạnh kháng, sơ kiếm giết ra, kiếm khí gào thét thành nhất đạo sóng kiếm. oanh kịch liệt oanh minh tại thời khắc giây lát ở giữa phóng thích ra sơn cốc bên trong cự thạch sụp đổ thiên địa vì đó chấn động mà tại thời khắc diệp phù lại là kinh ngạc phát hiện lui lại cũng không phải nàng lại là hồn ảm lúc này hồn ảm biến sắc bất khả tư nghị nhìn một chút bàn tay của mình lại lần nữa nhìn về phía diệp phù chỉ thấy nhất đạo ngọc tỷ đồng dạng đại ấn lúc này lơ lửng giữa không trung dần dần rơi xuống trở lại một người trên bàn tay là ngươi hồn ảm nhìn về phía xuất hiện thân ảnh tại thời khắc ngạc nhiên nói tiểu tử ngươi nguyên lai không chết mặc dù mục phân hai mắt bị đai đen bao trùm có thể là hồn ảm hay là một mắt nhận ra mục phân cái này ra hỏa thiên địa hồng lô tự tại trên người người này hắn nếu là được đến cùng thế hệ đồng cảnh giới ở giữa người nào có thể là đối thủ của hắn hồn tộc e ngại càng nhiều hơn chính là nguyên hỏa có thể là có thiên địa hồng lô hộ thể nguyên hỏa cũng không làm gì hắn được Mục Vân nhìn về phía hồn ảm, cười nói, lại gặp mặt, đáng tiếc còn không phải ngươi đối thủ, lần sau gặp mặt, phỏng chừng, ta có thể giết ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân lôi kéo Diệp Phù, vội vàng nói, rút. Ai ngươi, chỉ là, Diệp Phù còn chưa mở miệng, Mục Vân đã là lôi kéo ngọc thủ, dây lát ở giữa rời đi. Muốn chạy, chạy được sao, hồn ảm lúc này, nộ khí mãnh liệt, ong ong ong, mà tại thời khắc, nhất thời ở giữa, sơn cốc bên ngoài, ba tòa quang mang đại trận, phóng lên tận trời. Lôi Long Cửu Nguyên Thiên Trận, Hoàng Huyễn Tiên Thánh Trận, Thiên Vu Đại Trận, ba tòa đỉnh tiêm lục cấp giới trận, đủ dùng đem đỉnh tiêm giới chủ triệt để đánh chết đại trận. Dây lát ở giữa, ba tòa đại trận bốc lên, Mục Vân lôi kéo Diệp Phù rời đi thời khắc, Diệp Quân cũng là dẫn bốn người khác đi theo mà ra. Có nghi vấn chút nữa hỏi lại, trước rời đi bí cảnh. Mục Vân một câu rơi xuống, dây lát ở giữa tốc độ tăng tốc, phanh phanh, chỉ là, ngay tại lúc này, lưỡng đạo bành tiếng vang vang lên. Chỉ thấy hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên hai người, tại thời khắc lại là dây lát ở giữa phá trận, trong chớp mắt xuất hiện tại mấy người đường đi vị trí bên trên, ngăn cản mấy người. Chính là lục cấp giới trận, mưu toàn ngăn cản chúng ta. Người cái này mù loà, nghĩ quá đơn giản, hồn ảm lúc này cầm trong tay một mặt kính tròn, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Trường 3832, tà dị thiếu niên lang, mục phân lúc này cũng là rất là bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới có thể dựa vào lục cấp giới trận thật vây khốn bọn gia hỏa này chỉ bất quá tranh thủ một chút thời gian mấy người thoát khốn rời đi bí cảnh liền đi có thể là không nghĩ tới cái này hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên thực lực thật không đơn giản một cái thông thiên cảnh sơ kỳ một cái hóa thiên cảnh đỉnh phong thế mà là dây lát ở giữa phá giới trận trói buộc trực tiếp xuất hiện bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ bị hai người ngăn lại mấy người khác dần dần phá trận vậy vẫn là hội như trước đó bị triệt để chém giết ở nơi này công tử tiểu thư trước đi ta nhóm ngăn chặn hai người bọn họ tứ đạo thân ảnh tại thời khắc dây lát ở giữa giết ra hồn ảm thấy cảnh này lại là cười nhạo một tiếng diệp phù lúc này huy kiếm chém ra ngươi làm gì kia là ta diệp tộc người ta há có thể không để ý diệp phù tránh thoát mục vân dây lát ở giữa liền muốn giết ra. Có thể là, ngay tại lúc này, đột nhiên, sơn cốc bên trong, nhất đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng, ba động ra. Oanh, sát na ở giữa, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại thời khắc truyền vang ra. Làm đến tiếng oanh minh vang lên ở giữa, chỉ thấy ở giữa thiên địa, tại thời khắc phảng phất là ngưng tụ ra nhất đạo khủng bố làn sóng, khuếch tán ra tới. Mục vân chưa làm cái gì, chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống chế, chật vật rút lui mà quay về, lao vùn vụt mà ra. Toàn thân cao thấp, cơ hồ nứt xương đồng dạng đau đớn, thậm chí liền đến hồn hải tại thời khắc, đều là run rẩy lên. Cái loại cảm giác này, phảng phất là cả cái người, bị vô hình sóng lớn, thôi động, lui lại lui lại đang lùi lại, không căn không bình. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mặt u ám, tại thời khắc càng là dần dần mất đi chính mình thân thể lực khống chế. Một sát na này ở giữa, không chỉ là Mục Vân, liền đới lấy Diệp Phù, diệp quân cùng với hồn ảm hồn tiêu nhiên đám người lần lượt bị đánh tan tới cả cái bí cảnh bên trong thiên địa phảng phất tại thời khắc sắp sụp đổ thậm chí liền bí cảnh bên ngoài rất nhiều dung thiên cảnh chúa tể tinh thần đều là vì đó dung một cái thì mỹ quân lúc này đứng tại một tòa cung điện bên ngoài kinh hãi nói vừa rồi thế nào rồi vì cái gì đột nhiên sẽ tim đập nhanh không sai tim đập nhanh nàng đường đường dung thiên cảnh cự đầu thế mà lại không hiểu thấu trong lòng sợ hãi. Có thể là, cái này cổ cung bên trong, cũng không có phát sinh bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường sự tình. Mà giờ khắc này, tiêu tộc một đội nhân mã bên trong, tiêu tam thụ gầy gò dáng người, tại thời khắc cũng hơi hơi run lên. Kinh khủng như vậy khí tức, từ nơi nào đản sinh ra, ta thế mà một chút cũng không cảm giác được, tiêu tam thụ cả cái người, thì thào tự nói. Đồng thời, hồn tộc nhân mã, hồn vẫn sơn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra thật mạnh hồn phách uy áp hồn vẫn sơn sắc mặt tái nhợt hiện ra mấy phần kinh hãi hắn một mực dùng hồn thức dò xét lấy bốn phía vừa rồi kia nhất đạo nhất thời mà qua uy áp mang đến cho hắn một cảm giác quả thực là nghiền ép có thể là tiến nhập nơi đây thập tam phương các vị dung thiên cảnh cường giả đám cự đầu không có người nào cảm giác được đến cùng là từ chỗ nào mà tới thậm chí một sát na này ở giữa phảng phất là ảo giác có thể là bí cảnh bên trong vô pháp động đậy mục vân lại là biết rõ cái này căn bản không phải ảo giác thời khắc này mục vân bị đẩy lui ngàn vạn dặm thân ảnh giống như một tòa phù điêu lơ lửng giữa không trung diệp quân diệp phù hai người cách hắn bất quá ngàn mét xa vào giờ phút này cũng là động một cái cũng không thể động hồn ảm hồn tiêu nhiên hai người vào giờ phút này cũng là thân ảnh bị hạn chế không chỉ đám bọn hắn đám người liên đới lấy bốn phía sụp đổ núi đá thụ mộc, lúc này phảng phất đều là mất đi trọng lực, phiêu phù ở giữa không trung. Phảng phất một trận gió thổi qua, chính là có thể đem hắn nhóm triệt để quét bay. Cái này loại vô pháp trưởng khống tự thân thân thể cảm giác, làm cho mục vân tâm phát lạnh ý. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là kia quan tài đồng thao cổ, kia bên trong thật có cái gì khủng bố tồn tại sao? Cái này nhất khắc, mục vân thần sắc mang theo giấy ruộng, có thể là thủy chung là vô pháp trưởng khống thân thể mình, hắn thậm chí bởi vì mất đi thị giác, căn bản là không có cách nhìn thấy, bốn phía loạn tược, đến cùng là như thế nào. Tại thời điểm này, liền xem tất cả mọi người đều là bị cố định thành phù điêu, tại bên trong thung lũng kia. Một thân ảnh, tại thời khắc, từng bước một đi ra. Đó là một thiếu niên lang đồng dạng thân ảnh, nhìn ước chừng 17-18 tuổi bề ngoài, có được một chương cực kỳ yêu dị mà lại hoàn mỹ khuôn mặt. Bờ môi ít ỏi, đôi mắt hẹp dài, toàn thân cao thấp, lộ ra tà khí. Tạ thanh nhìn, cũng là tà khí lẫm nhiên, có thể là càng nhiều hơn chính là lưu manh vô lại. Nhưng là cái này vị xuất hiện thiếu niên lang, lại là chân chính tà dị, tà đến tận xương tủy cảm giác. Mà làm một từng bước đi ra thời điểm, khoảng cách ngàn vạn dặm, thế mà bị hắn mấy bước liền đi đến, ngay sau đó, chính là nhìn về phía từng tòa phù điêu bên trong thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía mục vân. Lúc này, cho dù mắt không thể thấy, mục vân cũng là cảm giác được, thân trước có người đến. Chỉ là sau một khắc, kia một thân ảnh, lại là bàn tay nhẹ nhẹ duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Mục Vân trên hai mắt đai đen, kéo xuống. Quang mang trướng mắt, làm cho Mục Vân hai mắt nhắm lại. Chỉ là, nhất đạo tà dị thậm chí thiên về âm nhu âm thanh, tại thời khắc vang lên. Mở to mắt, để ta xem một chút, rất âm nhu âm thanh, có thể là nghe, lại cũng không là ẻo lả, mà là. Tà, Mục Vân lúc này, cố nén quang mang mang đến đâm nhói, mở ra hai con mắt chỉ thấy hắn hai con mắt ở giữa, một vệt thương thanh sắc, một vệt hoàng mang sắc, thật là quỷ dị. Thiếu niên lang lúc này bàn tay nhẹ vung khẽ động, phảng phất hắn hai tay, nắm giữ ma lực, làm cho mục vân cảm giác nhó nhói dần dần tiêu thất. Mà hắn trước mặt, xuất hiện thiếu niên lang kia tà dị dung mạo, trong lúc nhất thời, làm cho mục vân ngốc tại chỗ. Cái này thiếu niên, phảng phất toàn thân cao thấp, đều hiện lộ rõ ràng một chữ tà. Dung mạo tà dị, âm thanh tà dị, phục sức một thân hắc y, lại là mang theo bạch sắc đai lưng, cũng là tà dị vô cùng. Ngươi, là, người nào, Mục Vân trong lúc nhất thời khôi phục quang minh, thế mà có chút không thích ứng lên. Ta, tà dị thiếu niên lang cười cười, càng là khiến người ta cảm thấy, phảng phất người này gần ngay trước mắt, lại là xa cuối chân trời. Ngươi là người nào, tà dị thiếu niên lang cười nói, tiền bối, Mục Vân do dự nói. Mặc dù thiếu niên lang nhìn trẻ tuổi, có thể là cái này phần thực lực, phất tay làm cho thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn dung hợp, lại không xảy ra tranh chấp, điều này thực là bất khả tư nghị. Ta hỏi, ngươi là người nào? Mục Vân, Mục Vân trực tiếp hồi đáp, họ Mục sao? Mục Thanh Vũ là gì của ngươi? Phụ thân ta, Mục Vân không có nói láo, cái này thiếu niên lang, quỷ dị không tưởng nổi, nói dối, chỉ sợ chính mình không có gì tốt quả ăn. Ta nghĩ cũng thế, Tà dị thiếu niên lang mỉm cười cười nói, có thể dung nạp thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, gánh vác cửu mệnh thiên tử mệnh số, mục thanh vũ nằm đó nói người kia, liền là ngươi A. Tên kia, quả nhiên là đồ tốt, còn là lưu cho chính mình nhi tử. Lời này vừa nói ra, mục vân lại lần nữa sững sờ. Cái này ra hỏa, nhận thức, phụ thân, tuy nói mục vân đối mục thanh vũ nhận biết, đã ba phen mấy bận bị đổi mới. Có thể là không thể không nói, một ít thời điểm, một ít đặc thù người xuất hiện, vẫn là như cũ. Lại lần nữa đổi mới hắn đối với mình phụ thân nhận biết. Chương 3833, phá tà, nhận thức, lão bằng hữu. Tà Dị Thiếu Niên cười ha hả nói, người phụ thân bây giờ tốt chứ? Thành thần đế, cùng đế minh bình khởi bình tọa, bất quá ta cũng nhiều ít năm chưa thấy qua hắn, ta cũng không biết hắn hiện tại trôi qua như thế nào. Thần đế sao? Tà Dị Thiếu Niên lang lại lần nữa cười nói, thế gian này, thần đế bất quá 18 vị bất quá nhìn đến, hắn đã sắp bước ra một bước kia. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 18 vị, là chỉ thương lan thần đế kia 18 vị thời kỳ hồng hoang cổ lão thần đế nhóm sao? Kia phụ thân cùng đế minh đâu? Không tính sao, kia có thể là vạn giới công nhận hai vị thần đế. Mục Vân vừa muốn mở miệng, ta dị thiếu niên lang lần nữa nói, nơi này là nơi nào? Tiêu diêu thánh khư bên trong, hoàng đế mộ bên trong, tiêu diêu thánh khư A, à. tà dị thiếu niên lang thì thầm nói, quen thuộc mà xa lạ danh tự. Tà dị thiếu niên lang nhìn về phía mục vân, cười nói, người đã làm mục thanh vũ nhi tử, bây giờ muốn làm cái gì, ta có thể giúp ngươi làm. Hiện tại, mục vân sững sờ, lập tức nhìn về phía cách đó không xa hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên. Nếu như tiền bối thật nghĩ, liền giúp ta giết thân tại địa phương này, trừ cái này hai vị toàn bộ hồn tộc người. Lời này vừa nói ra, Tà dị thiếu niên lang nhìn một chút mục vân, khẽ cười nói, quả nhiên như người phụ thân, là cái hữu tâm tính nhân vật, lưu lại hai người kia, là vì chính mình thực lực đầy đủ, đi tự tay giết bọn hắn sao. Giống như người phụ thân trước kia niên thiếu thời điểm, lời này vừa nói ra, mục vân lại là cảm giác tê cả ra đầu. Phụ thân trước kia, tiến nhập thương lan thế giới lúc hậu, chỉ sợ sớm đã là sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm đi. Tuy nói xác thực so với hiện nay đỉnh phong ngàn vạn năm thọ nguyên, bất quá là trò trẻ con, có thể là, cũng không thể xưng là thiếu niên A. À. Ngược lại là trước mắt thiếu niên lang, càng phù hợp thiếu niên khí chất. Chớ kinh ngạc, tà dị thiếu niên lang cười ha hả nói, người phụ thân trước kia gặp phải ta thời điểm, thực lực còn không bằng hiện nay ngươi, bất quá, là cái có ý tứ người, ta liền lưu lại hắn mệnh. Vốn cho rằng hội là hắn, chúa tể thiên mệnh, có thể là không nghĩ tới, thế mà là rơi xuống trên người ngươi. Mục phân rung động rung động cười nói, không biết tiền bối, tôn tính đại danh. Ta, thiếu niên lang cười cười nói, phá tà, phá hài, mục vân nội tâm xứng sở. Ta ý muốn phá vạn giới chi tà, có thể tự thân lại là thành tà. Phá tà khẽ cười nói, từng có người thích xưng hô ta là tà đế, bất quá ta không yêu thích thôi. Tốt, nhiều năm chưa ra, cái này thương lan bên trong, ta cũng muốn đi xem nhìn, hiện nay đến cùng như thế nào, thuận tiện nhìn xem ngươi phụ thân, lại là đang làm cái gì. Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến. Phá tà lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, đất trời bốn phía, dây lát ở giữa trọng lực cảm giác trở về, diệp phù, diệp quân đám người, lần lượt rơi xuống đất. Mục vân lúc này, hai mắt khôi phục thanh minh, cũng là thần sắc bình tĩnh. Tại thời điểm này, hồn ảm, hồn tiêu nhiên hai người, cũng là rơi xuống. Vừa rồi, phát sinh cái gì? Hắn nhóm chỉ cảm thấy, tư duy bị đông cứng, Thiên địa hết thảy, phảng phất đều là ngừng cách xuống dưới. Đây cơ hồ là bất khả tư nghị, có thể là một cái chớp mắt, hết thảy tiêu tán. Mục Vân lúc này đi đến Diệp Phù cùng Diệp Quân thân trước, nhìn về phía hai người nói, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Quân cười ha hả nói, vừa rồi thế nào rồi? Ta cảm giác nghĩ là bị phong đồng dạng, Mục Vân nghe vậy, lại là không nói gì. Phá ta, tà, tà đế chẳng lẽ lại là một vị thái cổ thời kỳ hay là viễn cổ thời kỳ cổ đế? Đề cử thiên giới bên trong, nguyên bản bình tĩnh giao diện bên trong, tại đế uyên mất mạng về sau, các đại cổ thần cổ đế, lần lượt hiện thế, truyền bá đạo thống, mở rộng sơn môn. Những cái kia ẩn giấu cổ thần cổ đế, đến tột cùng là đang đợi cái gì? Tất cả những thứ này, để mục vân không giải, liên lụy hồng hoang, tựa hồ xa không phải hắn có thể lý giải. Chỉ là mục vân lại là một mực ghi nhớ phá tả cái tên này phụ thân đều cùng hắn có qua giao hảo người này chứng kiến qua phụ thân trưởng thành tất nhiên không đơn giản chỉ là hiện tại lại không phải là lúc cân nhắc những thứ này hồn ảm hồn tiêu nhiên người lại lần nữa tụ tập lại một chỗ mục vân ánh mắt nhìn về phía hai người hai người lúc này cũng là nhìn tới đặc biệt là hồn ảm nhìn chằm chằm mục vân đôi mắt phóng xuất ra tham lam vị đạo tiểu tử hắn nhóm giống như đối người càng cảm thấy hứng thú giống như Diệp quân lúc này mở miệng cười nói. Diệp phu lại là lôi kéo Diệp quân, quát lớn, cẩn thận một chút, người này nói không chừng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Tỷ, người cái này không phải lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử sao? Tiểu huynh đệ thế nào khả năng cùng hắn nhóm một đám? Hắn vừa rồi có thể là xuất thủ cứu ta nhóm. Mục Vân mở miệng nói, nói cho đúng, ta là cùng các ngươi cùng một bọn. Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Cùng bọn hắn một đám, không có khả năng hắn nhóm căn bản không biết mục phân ngươi là ai diệp phù lúc này nghiêm nghị nói ta gọi mục phân mục phân cười nói từ đệ thất thiên giới mà đến phụ thân ta là mục thanh vũ mẫu thân là diệp vũ thi ngươi nương là ta vũ di diệp quân kinh ngạc nói chỉ là diệp phù lại là phanh một quyền trực tiếp nện vào diệp quân đầu bên trên mắng ngươi ngốc đúng hay không những năm gần đây đến ta nhóm diệp tộc bên trong giả mạo mục phân còn thiếu sao Nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên, giả mạo, còn có người giả mạo hắn, đến diệp tộc nhận thân. Số tiểu tử, người cái này một chiêu, đều là bị người chơi nát, những năm gần đây, không biết bao nhiêu người tự xưng là Mục Vân, đến ta nhóm diệp tộc bên trong, hoặc là cái gì, đường bên trên hội ngộ ta diệp tộc gặp phải kẻ nguy hiểm, theo đi ta nhóm diệp tộc, cái gì cơ. Duyên dưới sự trùng hợp, để chúng ta biết mình gọi Mục Vân, nói ra rất nhiều cố sự đến, lừa gạt ta nhóm diệp tộc tu hành tài nguyên. Diệp Phù cười nhạo nói, thay cái tân mánh khóe đi, ta nhóm có thể không làm mắc lừa. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đành phải cười khổ. Tân mánh khóe, không nghĩ tới, thật sự chính là có người giả mạo hắn, đến Diệp tộc bên trong nhận thân. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Mục Vân mở miệng nói, tin không tin, ta sẽ chứng minh, chỉ bất quá bây giờ, lại không phải chứng minh tự mình thời điểm. Bên kia những cái kia người, nhưng là muốn giết ta nhóm. Mục Vân cũng không biết, tà đế sẽ đi hay không giết hồn tộc những cái kia người, có thể là dưới mắt, mặc kệ có thể hay không, hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên, là sẽ không bỏ qua mấy người bọn họ. Việc cấp bách, ta nhóm tựa hồ đến, trước giải quyết hắn nhóm mới tốt. Nghe đến lời này, Diệp Phù Lông mày nhíu lại, lúc này, hồn ảm mặt mỉm cười, nhìn về phía hồn tiêu nhiên, nói tiểu tử kia, ta muốn, Diệp Phù cùng Diệp Quân, tùy ngươi giết. Hồn tiêu nhiên gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Khí thế tại thời khắc, dương cung bạt kiếm mà cùng lúc đó bí cảnh bên ngoài ngắn ngủi ngây người về sau các phương chúa tể cảnh nhóm lúc này vẫn y như cũ là bắt đầu tìm kiếm cái này cổ cung bên trong chỗ thần bí chỉ là không ít người đối vừa rồi biến hóa lại là tâm thần khó có thể bình an nơi đây đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì chẳng lẽ cần phạt thiên cảnh cự đầu thậm chí là phong thiên cảnh các đại năng xuất thủ sao nếu là không cần có thể là vừa rồi kia cỗ rung động thực tại là làm người khủng bố. Chương 3834, nhận ủy thác của người, người giết ngươi. Lúc này, hồn vẫn sơn dẫn mười mấy người đi đến một tòa đại điện bên ngoài. Cung điện kia tứ phương, đạo đạo cột đá, rất là uy vũ. Lúc này, hồn vẫn sơn bên cạnh người, mười mấy người lần lượt tản ra, chú ý cẩn thận điều tra, chuẩn bị tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ là, liền xem mười mấy người đứng tại đại điện trước cửa thời điểm, một thân ảnh giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại đại môn trước một cái cột đá bên cạnh hai tay vây quanh hai tay uể oải nhìn xem hồn vẫn sơn một đám người cái này nhất khắc nếu không phải là tận mắt nhìn thấy người nào cũng không có cảm giác đến nơi này hội đứng lấy một cái người bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ các hạ là hồn vẫn sơn lúc này ngữ khí bình thản hòa hòa khí khí nói có thể như thế thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trước người mình thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Có thể là, hắn đã là dung thiên cảnh chúa tể, trừ phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc, người nào có thể mạnh hơn hắn. Nhận ủy thác của người, người giết ngươi, xuất hiện thân ảnh, cười nhạt nói, hồn tộc người, tiểu tử kia, vì cái gì oán hận hồn tộc người đâu. Lúc này, hồn vẫn sơn sắc mặt cẩn thận, thời khắc phòng bị. Người này nói rõ, muốn giết bọn hắn, đồ đần mới hội thật tại cái này trở lấy bị giết. Đừng làm chuyện điên rồ. Thiếu niên lang mỉm cười nói, ở trước mặt ta, người không có bất luận cái gì có thể chạy trốn thủ đoạn. Ta hội rất nhanh, để các ngươi không cảm giác được thống khổ. Hồn vẫn sơn lúc này, biến sắc, dây lát ở giữa bàn tay một nắm, nhất đạo lệnh phù, tại thời khắc thoát thân mà ra. Kia lệnh phù dây lát ở giữa phá không mà ra, dây lát ở giữa giết tới thiếu niên lang ngực. Có thể là, sau một khắc, hồn vẫn sơn lại là sắc mặt trắng bệch. Lệnh phù ngừng cách tại thiếu niên lang thân trước, thế nhưng lại là bị thiếu niên lang trực tiếp ngón tay vê động, lệnh phù đình chỉ hết thảy động tác. Xuy suy kéo kéo âm thanh vang lên, lệnh phù bị thiếu niên lang bàn tay trực tiếp bóp nát. Thế nào khả năng, hồn vẫn sơn thần sắc sợ hãi nói. Khu hồn liệt phù, đúng là hồn tộc sở trường đồ vật, đối phạt thiên đều có thể trọng thương, có thể là, người không khỏi quá coi thường ta, nói, đừng nhúc nhích, để các ngươi nhẹ nhõm lên đường, đã người động, vậy các ngươi liền không thể nhẹ nhõm lên đường. Thiếu niên lang nói, bàn tay nhẹ nhẹ một nắm. Sát na, tại chỗ hơn 10 vị chúa tể, thân thể không chịu khống chế trôi nổi mà lên, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thanh. Nhất thời ở giữa, kêu rên khuếch tán, cả cái cổ cung bên trong, đều là run rẩy lên. Tiêu tộc, sở tộc, nam cung tộc, hoang tộc, quân tộc, thác bà tộc, huyết hóa ma long tộc, cốt tộc, kỳ lân tộc, titan tộc, băng thần cung cùng với diệp tộc 12 phương chúa tể nhóm, đều là nghe đến kia thê thảm chu lên. Nhất thời ở giữa, Người nào cũng không tâm tình tiếp tục tìm kiếm nơi đây bí mật, lần lượt chạy đến. Có thể là, nhìn thấy trước mặt một màn, toàn bộ chúa tể nhóm đều là thần sắc hoảng sợ đáng sợ. Chỉ thấy một tên thiếu niên lang, đưa lưng về phía đám người, bàn tay nhẹ nhẹ nắm lên. "Ta ban tặng ngươi nhóm tử vong, bất quá, cũng không phải là ta để các ngươi chết, mà là." Tiểu gia hỏa kia để các ngươi chết, một câu rơi xuống, thiếu niên lang thân ảnh dần dần hư huyễn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có thể là lúc này, mười mấy vị hồn tộc cường giả, tại thời khắc lại là thân thể triệt để bị xé nứt, hóa thành bụi trần, phiêu tán giữa thiên địa, không có một tia tin tức. Một màn này, là để người như thế sợ hãi. Sau một hồi lâu, 12 phương chúa tể nhóm, đều là cảm giác, lưng phát lạnh, không biết khi nào, cường đại như hắn nhóm, tại thời khắc, thế mà là bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Kia người, là người nào, thì Mỹ quân lúc này lầm bẩm nói, phất tay, mười mấy vị chúa tể cảnh vẫn mệnh, thậm chí hồn vẫn sơn đều là không có phản kháng, trực tiếp mất mạng. Phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể, liền xem như này các loại cảnh giới, cũng làm không được một bước này đi. Băng thần cung tố tiêu lẩm bẩm nói, chưa bao giờ thấy qua nhân vật bậc này, lại là nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Titan tộc thạch mở rộng, lúc này cũng là ngạc nhiên nói quá khủng bố. Cái này nhất khắc, hơn 10 vị dung thiên cảnh cường giả, cũng là bị chấn động tâm thần khó mà bình tĩnh. Chỉ là, đến một bước này, tiếp xuống, hắn nhóm đáng như thế nào? Cái này nhất khắc, chàng diện yên tĩnh. Bí cảnh bên trong, Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người, đứng tại tại chỗ. Chạy là không có cơ hội chạy, chỉ có thể đánh, đối mặt hồn ảm, hồn tiêu nhiên hai người, cho dù là Diệp Phù, cũng là lần cảm giác áp lực. Diệp Phù lúc này mở miệng nói, tự xưng là Mục Vân ra hỏa, ta nhóm chỉ là tạm thời liên thủ, chạy thoát, nhất phách lưỡng tán, người nếu là lại giả mạo là Mục Vân, chúng ta hội không buông tha ngươi. Đối mặt Diệp Phù này các loại ngữ khí, Mục Vân bất đắc dĩ. Mình trước kia, đều là giả dạ yểm thân phận của mình, sợ nói ra chính mình gọi Mục Vân, chính là bị người hoài nghi là Mục Thanh Vũ Tri Tử. Nhưng là bây giờ, lộ ra thân phận của mình, ngược lại là không ai tin. Ngươi yên tâm, từ hôm nay về sau, không có người có thể tới Diệp Tộc bên trong, giả mạo ta. Vừa xài bước ra, Mục Vân nhìn về phía trước, cười nói, hồn tộc thiên kiêu, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Diệp Phu lúc này lại là giàu dĩ nói, đừng giả bộ được không? Hóa thiên cảnh nhị trọng nhiều chút thực lực, kia hồn ảm là thông thiên cảnh nhất trọng, hồn tiêu nhiên cũng là hóa thiên cảnh thập trọng cấp bậc, người căn bản không đủ tư cách. Diệp Phu lần nữa nói, Diệp Quân, người đối phó hồn tiêu nhiên, ta đối phó hồn ảm, lần này, đến liều mạng. Nghe đến lời này, Mục Vân ngang nhiên, tuy nói hắn mới hóa thiên cảnh nhị trọng, có thể là lần này, hắn có thể không phải mù loà. Diệp quân, Mục Vân nói thẳng, ta đến giúp ngươi, đối phó hồn tiêu nhiên, trước hết giết hồn tiêu nhiên, lại giết hồn ảm. Diệp phù cùng Diệp quân, lúc này đều là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Cái này ra hỏa, khẩu khí thật lớn, nhưng là bây giờ, là nhân ra muốn giết bọn hắn. Hồn ảm vừa xài bước ra, cười ha ha nói, tới đi. Bá, dây lát ở giữa, hồn ảm thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Mà Diệp Phù lúc này, cầm trong tay trường kiếm, dây lát ở giữa chém ra. Cho dù cách một cảnh giới, nhưng là bây giờ, nàng cũng phải kiên trì. Hồn tiêu nhiên nhìn về phía Diệp Quân, khẽ cười nói, người bất quá là hóa thiên thất trọng cảnh giới, cùng ta tranh lệch rất xa, cần gì như thế minh ngoan bất linh. Diệp Quân lại là cười nói, ta Diệp tộc người, từ trước đến nay sẽ chỉ đứng lấy chết. Nếu như thế, ta thành toàn ngươi, một câu rơi xuống, hồn tiêu nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Chuôi đao có tới dài hơn một mét, lưỡi đao cũng là tiếp cận một mét, đao phong tại thời khắc, bầy biện ra răng cưa hình, phảng phất tùy thời muốn uống máu người. Hóa thiên thất trọng, hóa thiên cửu trọng, mục vân lúc này, cũng không có tùy tiện nhúng tay bốn người giao chiến. Chúa tể đạo đi đến 70 mét, 90 mét, đến cùng là bực nào cường độ, mục vân phải xem nhìn lại nói. Mà giờ khắc này, diệp tộc còn dư bốn người, lại là bị hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên mang đến mười mấy người vây công mục vân lúc này rút kiếm mà ra kiếm thể tứ đoán phối hợp báo tàn kiếm lại thêm thất phẩm giới quyết hư diệt táng thần kiếm quyết tại thời khắc bộc phát ra oanh một tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên một vị hóa thiên tam trọng thanh niên cùng mục vân ở trước mặt đối cứng bị mục vân một kiếm lột ra thân thể chúa tể cảnh mất mạng hư không run rẩy cái này nhất khắc diệp phù diệp quân hai người cũng là thần sắc khẽ biến. Trường 3835, lại đến hai người. Cái này ra hỏa, nhìn đến cũng không hoàn toàn là thổi như bức. Đồng cảnh giới đối lập, có thể một kiếm chém giết đối thủ, cái này dạng thực lực, đúng là đến. Hơn nữa Mục Vân là hóa thiên nhị trọng, tuyệt không đến tam trọng cảnh giới, thực lực rất cường. Lúc này, hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên hai người, lông mày nhíu lại. Giết hắn, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ hồn ảm nói thẳng, mấy đạo thân ảnh, thẳng đến mục vân mà đi. Hóa thiên tứ trọng cảnh giới, ngũ trọng cảnh giới, hết thảy bốn người, trực tiếp đem mục vân vì lên. Chỉ là, cái này vài cái cường thủ, đều vây công mục vân, diệp tộc bốn người khác, thì là tình cảnh dễ chịu rất nhiều. Nhìn thấy bốn người đến, mục vân lại hơi hơi cười một tiếng. Nếu là thả tại trước đó, hai mắt không thể xem, đúng là phiền phức, nhưng là bây giờ, chưa chắc phiền phức. Táng Sơn Hà, một kiếm ra, bắn phá tứ phương, tứ đạo thân ảnh lúc này lại là lần lượt tránh ra tới. Mục vân lúc này không có cái gì gánh nặng trong lòng, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Khí tức kinh khủng, bộc phát ra, táng nhật nguyệt, táng thiên địa, táng vạn giới, từng chiêu giết ra, bốn người trong lúc nhất thời, thế mà là vô pháp tới gần mục vân. Hư diệt táng thần kiếm quyết, bản thân liền là rất cường kiếm quyết. Lại thêm mục vân kiếm thể tứ đoán tăng phúc, bạo phát lực có thể là không kém. Chỉ là, tiếp tục như vậy, Mục Vân cũng không thể không biết làm sao bốn người. Đông hoa đế ấn, Mục Vân lúc này, một câu uống xong, đế ấn bộc phát ra. Ba động khủng bố, càn quét ra ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc bạo phát. Bốn người lúc này, dây lát ở giữa cảm giác được, từ nơi sâu xa, thiên địa bên trong, tựa hồ có nhất đạo vô danh lực lượng, tại thời khắc chân áp bốn người bọn họ. Mặc dù kia một cỗ lực lượng, cũng không thể đem hắn nhóm bốn người chấn hạ, có thể là thể nội lực lượng lưu chuyển, lại là nhận trở ngại cực lớn một thân thực lực chí ít một nửa vô pháp phát huy ra đây chính là đế chấn thương mang uy lực áp chế thực lực của đối thủ vô pháp phát huy ra viên mãn cái này nhất khắc mục vân mỉm cười cầm kiếm giết ra thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn dung hợp cũng nên thể nghiệm thể nghiệm uy lực táng sơn hà mục vân một kiếm giết ra tại thời khắc thân trước kia hóa thiên tứ trọng thanh niên nắm lấy một thanh trường kích dây lát ở giữa bổ ngang xuống tới có thể là tại thời khắc mục phân tả hữu hai mắt lại là đột nhiên quang mang lóe lên sau một khắc kia hóa thiên tứ trọng hồn tộc võ giả chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt một cái tựa hồ ngừng cách ba giây ba giây chỉ là ba giây có thể lại là muốn mạng ba giây làm đến thanh niên kịp phản ứng thời khắc lại là cảm thấy chính mình thân thể thế mà đứng tại chỗ có thể là chính mình lại có thể nhìn thấy chính mình thân thể kia là thân thể không đầu a à, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng hô hoán, thanh niên sinh cơ, dần dần tiêu tán. Mục vân lúc này, lại là ánh mắt phóng thích ra quang mang, nhất đạo không gian lợi nhận, dây lát ở giữa đem hắn đầu xoắn nát, xé rách hắn hồn phách. Cường, lúc này, mục vân ăn no thỏa mãn, thương đế chi nhãn, mê hoặc đối thủ, hắn hiện tại dù không thể làm đến để đối thủ thời gian dừng lại, thế nhưng lại có thể mê hoặc địch nhân thời gian quan niệm, làm cho đối thủ xuất hiện lắc thần dù chỉ là một giây lát ở giữa lắc thần, cũng có thể làm cho hắn dây lát ở giữa xuất thủ, chém giết đối thủ. Càng miễn bàn, đối mặt tứ trọng, là ba giây thời gian. Lúc này, Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía ba người khác. Chỉ là, ba người khác, lại là thần sắc kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi phát sinh cái gì, đồng bạn thế mà liền mặc cho Mục Vân chém giết rồi. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo mấy phần tỉnh tháo. Ba người khác, lại là thần sắc khó coi. Đến, Mục Vân cười nói, hôm nay cũng coi là thử xem ta đi đến chúa tể cảnh sau tiềm lực, đến tột cùng là cao bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, tam đạo thân ảnh, dây lát ở giữa đồng thời giết ra. Mục Vân lại là ứng đối tinh tế. Hai đầu chúa tể đạo, đều là 25 mét dài, hai đầu chúa tể đạo, đều là có thể vì Mục Vân gia tăng chúa tể đạo uy lực. Cả hai điệp ra, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là gấp đôi điệp ra hai đầu chúa tể đạo đều là có thể cung cấp cường đại tăng phúc lực. Vẹn vẹn là cái này một điểm, hắn cũng không sợ hóa thiên tứ trọng cảnh giới. Lúc này, hoàng đế chi nhãn lại lần nữa ngưng tụ uy lực, nhắm ngay thân một người đứng đầu hóa thiên ngũ trọng cảnh giới thanh niên. Sát na ở giữa, thanh niên kia thần sắc mơ hồ, mục phân nhất thời ở giữa thôi động thương đế chi nhãn, thương thiên tai nan, tại thời khắc bạo phát, dây lát ở giữa hóa thành nhất đạo công kích mãnh liệt, tại thời khắc phóng thích mà ra oanh kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung kia hóa thiên ngũ trọng thanh niên thân thể dây lát ở giữa bị cắt chém chỉ là lúc này hai người khác sát khí càn quét thẳng đến mục vân mà tới mục vân thân ảnh rút lui kia hóa thiên ngũ trọng thanh niên mới vừa đến dùng bảo mệnh vào giờ phút này ba người hai bên cùng ủng hộ nhìn về phía mục vân ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ lại đến hai người một người trong đó lúc này quát theo hắn thân ảnh rơi xuống chỉ gặp hai tên hóa thiên ngũ trọng thanh niên, lại lần nữa đánh tới. Mục Vân thấy cảnh này, hơi hơi đổi sắc mặt, có thể là theo tùy diệp quân cùng diệp phù bốn vị diệp tộc hóa thiên cảnh tam trọng, tứ trọng thanh niên, lúc này lại là nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cảm kích nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa vì bọn họ chia sẻ quá nhiều, là người tốt ra. Nhìn xem thân trước năm người, một người mất đi sức chiến đấu, có thể là bốn người khác, lại là nhìn chằm chằm, nhìn mình chằm chằm. Mục Vân lúc này, thần sắc nghiêm nghị, thiên địa hồng lô, tại thời khắc xuất hiện lần nữa. Nham tương cự long, theo mục vân đi đến chúa tể cảnh, cái này nham tương cự long, có thể ngưng tụ ngàn trượng chiều dài. Kia sôi trào mãnh liệt khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Thiên địa hồng lô, hồn ảm nhìn về phía mục vân, thần sắc lạnh lùng. Đây cũng là hắn tất nhiên muốn giết mục vân nguyên nhân. Kẻ này thiên địa hồng lô, nếu là bị hắn trưởng khống. Lúc này, hồn tiêu nhiên lại là thần sắc mấy phen biến hóa, suy đoán ra cái gì. Đông hoa đế ấn chấn lấy ngươi nhóm, đủ ngươi nhóm uống một bình, tăng thêm thiên địa hồng lô, vốn là đối ngươi nhóm hồn tộc có uy hiếp, chơi chết mấy người các ngươi. Mục phân thầm nghĩ, vừa xài bước ra, bão tàn kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa kiếm khí, xung kích mà ra. Hồn tộc bốn người, lúc này lần lượt ngăn cản, hống, nham tương cự long, tại thời khắc gào thét mà ra, bộc phát ra kịch liệt tiếng gào thét vương bắt đản, tìm chết, quát khẽ một tiếng, hồn tộc bốn người, trực tiếp bước chân bước ra, sát khí bành trướng. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, không ngừng truyền ra tới, mục phân vào giờ phút này, lại là không quan tâm. Thân thể mặt ngoài, dưới da thịt, nhàn nhạt kim sắc quang mang càn quét. Oanh, lấy một địch bốn, có thể là tại thời khắc, bằng vào đông hoa để ấn cùng thiên địa hồng lô, mục phân ngược lại là chiếm thượng phong. Hai đầu chúa tể đạo gia trì, làm cho mục phân, toàn thân cao thấp bắn ra cường đại khí tràng, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Đông, một tiếng trầm muộn nổ tung, một vị hóa thiên ngũ trọng hồn tộc thanh niên, bị mục vân chấn vỡ nhục thân, hồn phách thoát ly thân thể, liền muốn chạy trốn. Có thể là mục vân thương đế chi nhãn bao trùm, không gian vòng xoáy, trực tiếp đem hắn hồn phách thân thể xoắn nát. Cái này nhất khắc mục vân thể nội khí thức, phóng thích đến cực hạn, triệt để bắt đầu phản kích. Ba vị hồn tộc võ giả, lúc này thần sắc sợ hãi, nhìn xem Mục Vân. Hắn nhóm cũng không phải là hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể là Mục Vân tầng tầng lớp lớp công kích biến hóa cùng quỷ dị thủ đoạn, lại là thủy trung áp chế hắn nhóm. Chương 3836, ta phụ trợ ngươi. Đặc biệt là kia đại ấn, phiêu phù ở Mục Vân bên cạnh người, làm cho hắn nhóm khí tức trôi chảy biến chậm chạp, nhận trở ngại. Hơn nữa, nham tương cự long, đối bọn hắn hồn phách, thế mà là nắm giữ uy hiếp cực lớn. Cái này nhất khắc, ba người run lẩy bẩy. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là càng đánh càng hăng, thẳng hướng ba người, công kích trực tiếp kích mà ra. Tiếng oanh minh, tại thời khắc bộc phát ra, Mục Vân thể nội, đạo đạo giới lực, lưu chuyển ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư diệt táng thần kiếm quyết, uy lực bạo phát, thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấn, cùng với thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, phối hợp thỏa đáng. Tam đạo thân ảnh, dần dần chống đỡ không nổi, bị Mục Vân từng cái chém giết. Mà lúc này, Diệp tộc bốn người kia cũng là đối mặt đối thủ, chiếm thượng phong. Mục Vân lúc này, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía bốn người tiến đến, chuẩn bị trợ giúp bốn người. Oanh, chỉ là, ngay tại lúc này, Nhất Đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Diệp Quân lúc này, thân thể rút lui, ngực xuất hiện nhất đạo huyết ngân, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Diệp Quân Diệp Phu lúc này, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nên lo lắng chính là chính mình. Hồn ảm lúc này hừ lạnh một tiếng, nhất trưởng vô xuống, Diệp Phu hiểm lại càng hiểm tránh đi. Hồn tiêu nhiên lúc này, nhìn về phía Diệp Quân, cười lạnh nói, không hổ là người Diệp ra, kiếm thuật đến, lại có thể thương đến ta. Lúc này, hồn tiêu nhiên cánh tay trái vị trí, xuất hiện nhất đạo huyết ngân, nhuộm đỏ quần áo. Diệp Quân lúc này lại là chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam hắn chỉ là chúa tể hóa thiên thất trọng cảnh giới mà thôi. Hồn tiêu nhiên có thể là chúa tể hóa thiên cảnh thập trọng cảnh giới. Giữa hai người, tam trọng tranh lệch cảnh giới, quá lớn. Hồn tiêu nhiên lúc này thần sắc một lạnh, vừa xài bước ra, bàn tay một nắm, hư không nổ tung, hướng phía diệp quân truyền lại mà đi. Oanh, nhất thời ở giữa, nhất đạo nham tương cự long, tại thời khắc gào thét mà đến, ngăn cản ở không gian đổ sụp, có thể là kia nham tương cự long lúc này, cũng là rút lui mà quay về, thân bên trên xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Thấy cảnh này, bốn phía mấy người, đều là biến sắc. Mục vân, diệp quân vô ý thức hô, mặc dù cảm giác cái này ra hỏa là giả mạo, có thể là cũng không biết nên hô cái gì, liền hô mục vân được rồi. Người tìm chết a diệp quân quát lớn, ta nếu như không ra tay, người liền chết. Mục vân lúc này thở hồn hển nói, hắn chỉ là hóa thiên nhị trọng cảnh giới, ngăn cản ở hồn tiêu nhiên nhất kích, cơ hồ là chuyện không thể nào cái này ra hỏa có thể là hóa thiên cảnh giới đỉnh điểm thập trọng cảnh giới diệp quân lúc này cùng mục vân đứng chung một chỗ nói người mau trốn đi thôi ta đi người nhóm không phải cũng phải chết mục vân cười nói còn là suy nghĩ một chút thế nào đối phó cái này ra hỏa đi người cái này người thật là vì giả mạo mục vân liền mệnh đều không cần rồi ta không phải giả mạo diệp quân bất đắc dĩ nói tùy ngươi vậy dù sao chết rồi cái gì đều không có người nghĩ tốt lúc này mục phân nhìn về phía diệp quân nói ta phụ trợ ngươi ta hai món trí bảo này đối hắn đều có áp chế lực người chủ công được diệp quân lúc này cầm trong tay trường kiếm giới lực hội tụ liền muốn giết ra hồn tiêu nhiên thấy cảnh này sắc mặt lạnh lùng mấy vị khác hóa thiên tam trọng tứ trọng ngũ trọng thế mà bị mục phân giải quyết cái này hóa thiên nhị trọng ra hỏa cường có chút quá phận Mục Vân nếu là bất tử, cầm trong tay thiên địa hồng lô, tương lai tất nhiên sẽ đối hồn tộc tạo thành uy hiếp cực lớn. Giết, hồn tiêu nhiên trường kích giết ra, dây lát ở giữa thẳng đến Mục Vân cùng Diệp Quân mà đi. Kiếm bình thiên khung, Diệp Quân một kiếm chém ra, giống như cắt ra thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra khí thế cường đại, dây lát ở giữa bay lên không. Oanh, kịch liệt tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, hồn tiêu nhiên bàn tay cầm ra, lại lần nữa ngưng tụ xuất ra đạo đạo hắc sắc hồn lực, muốn trói buộc chặt Diệp Quân. Có thể ngay tại lúc này, hồn tiêu nhiên lại là tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Đông hoa đế ấn, đế chấn thương mang, đối mặt so mục vân cảnh giới thấp võ giả, này ấn có thể sống sinh sinh đánh chết, đối mặt so mục vân cảnh giới cao, này ấn xác thực có thể trấn áp mấy phần. Bất quá là trở ngại một ít hành động lực thôi, bất quá, cũng đầy đủ. Diệp quân lúc này, kiếm khí bạo phát, mục vân thôi động thiên địa hồng lô, ngàn trượng nham tương cự long, tại thời khắc lao nhanh mà ra, dây lát ở giữa quấn quanh ở diệp quân bốn phía, bảo hộ lấy hắn không chịu hồn tiêu nhiên hồn lực công kích. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, hồn tiêu nhiên thân thể, tại thời khắc rút lui, ngược xuất hiện nhất đạo thương tích. Diệp quân lúc này, cũng là phản vệ lực lượng thôi động, rút lui mà quay về, sắc mặt trắng nhợt. Có hiệu quả, Diệp quân lúc này kích động nói, tiểu tử ngươi, không tệ nha, đáng tiếc chỉ là hóa thiên nhị trọng cảnh giới, nếu như là hóa thiên ngũ trọng cảnh giới, nói không chừng hai người chúng ta thật có thể chơi chết hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thở hồng hộc. Luân phiên thi triển đông hoa đế ấn cùng thiên địa hồng lô, đối hắn giới lực tiêu hao, chúa tể đạo uy năng tiêu hao, cũng là cực lớn. Bây giờ nhìn lại, đã là rất không thoải mái. Cẩn thận một chút, Mục Vân mở miệng nói, tiếp xuống, vẫn y như cũ như thế, ngươi chủ công, ta phụ trợ ngươi, hai người chúng ta hợp tác. Nhưng là ghi nhớ, nếu là có cơ hội, nhất định muốn thử nghiệm, giết hắn. Nghe đến lời này, Diệp Quân lại là thần sắc khẽ giật mình. Có cơ hội, cái này tiểu tử, chẳng lẽ còn có cái gì sát chiêu? Mục Vân không có nói nhiều, đứng tại tại chỗ, chỉ là sau lưng Diệp Quân, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm phía trước hồn tiêu nhiên. Lúc này, hồn tiêu nhiên đã là bị triệt để khí tạc. Một cái hóa thiên thất trọng chúa tể, một cái hóa thiên ngũ trọng chúa tể mà thôi, lại muốn liên thủ giết hắn hắn hồn tiêu nhiên cũng là hồn tộc thiên kiêu một trong, sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại, bị đánh giết. Chính các ngươi tìm chết, hồn tiêu nhiên khẽ quát một tiếng, hồn ác nguyên hải, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, chỉ thấy, hồn tiêu nhiên thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo mây mù màu đen. Những cái kia vân vụ, ngừng tụ cùng một chỗ, như là là hóa thành hắc sắc vũng bùn, không ngừng lan tràn, đảo mắt ở giữa bao trùm tại ba người bốn phía dưới chân. Mà tại thời khắc, mục phân thần sắc giới bị diệp quân huy kiếm trực tiếp giết ra đồ cái này thằng danh con quát khẽ một tiếng một tiếng ẩm vang tại thời khắc vang lên diệp quân trường kiếm bộc phát ra đạo đạo bạo tạc khí tức thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên ở giữa tất cả mọi người tại thời khắc đều là cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm chết hồn tiêu nhiên lúc này quát khẽ một tiếng sát na ở giữa những cái kia hắc sắc hồn hải tại thời khắc sôi trào lên nhất đạo đạo xúc tu phô thiên cái địa trực tiếp chụp vào diệp quân mục phân lúc này đông hoa đề ấn một mực trấn nhiếp hồn tiêu nhiên thiên địa hồng lô nham tương cự long lúc này thì là uy lực bạo phát khí tức mười phần oanh kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên kia hắc sắc hồn hải xúc tu nhất đạo đạo bắt lấy nham tương cự long cự long gào thét có thể là căn bản vô pháp tránh thoát diệp quân lúc này thân ảnh tại cự long ở giữa cũng là vô pháp đi ra bốn phía toàn bộ là loại kia hắc sắc xúc tu, một ngày bị bắt lại, chắc chắn bị hạn chế, hồn phách bị thương, có thể là xong. Hồn tộc đám điều nhân này, một ngày thương người hồn phách, có trăm ngàn loại biện pháp, đưa người vào chỗ chết. chương 3837, hồn tiêu nhiên chết. Mục phân lúc này, thương hoàng thần y hóa ra, hiện lên ở thân thể bên trên, bảo vệ mình. Mặc này áo, phòng ngự của hắn chỉ ít có thể so với hóa thiên tứ trọng cảnh giới cấp bậc. Chỉ là lúc này, cho dù là hóa thiên tứ trọng phòng ngự, tại hồn tiêu nhiên trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Diệp Quân vô pháp thoát thân, mục vân thần sắc phát lạnh. Diệp Quân, nghe ta, xong, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục vân trực tiếp mở miệng nói, người muốn ta chết ra. Diệp quân lại là quá to, ta một ngày lao ra, hội bị những cái kia xúc tu lập tức kéo vào hạ phương, chìm mất hồn phách, thành cái người thực vật. Tiếp tục chờ, tiếp tục chờ, đợi cũng là chết, không bằng liều một phen, nghe ta. Cái tên vương bát đàn ngươi, cũng đừng hại ta. Hại ngươi, ta cũng phải chết, ta khờ sao. Mục phân quát, nhanh điểm, xong. Đấu, Diệp Quân cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, không có những biện pháp khác. Sau một khắc, Diệp Quân vừa xảy bước ra, cầm trong tay trường kiếm, dây lát ở giữa giết ra. Mà tại thời khắc, thoát ly nhàm tương cự lòng bao khỏa phạm vi bên trong, Diệp Quân thân ảnh hạ hồn hải bên trong, dây lát ở giữa dũng đáng ra nhất đạo đạo hồn hải xúc tu, hướng phía hắn chộp tới. Mục vân, tiểu tử ngươi cũng đừng hại ta. Vào giờ phút này, mục vân lại là thần sắc một lạnh. Âm ầm âm, âm thanh, tại thời khắc vang lên, sát na ở giữa, tại hắn phía sau, xuất hiện một cánh cửa. Luân hồi chi môn, mà tại cánh cửa kia phía trên, hai con mắt, nhất hắc nhất bạch, ở vào hỗn độn ở giữa, hiển hiện ra. Kéo kẹt kéo kẹt âm thanh vang lên, môn hộ xoay tròn thái cực chi đảo sát na ở giữa mục phân dưới chân xuất hiện nhất đạo thái cực đồ án mục phân thân thể đứng tại đồ án trung tâm mà đột nhiên phía sau hai mắt bắn mạnh nhất đạo đạo hắc bạch quang mang bắn phá những cái kia hắc sắc xúc tu phía trên nhất đạo đạo xúc tu tại thời khắc ứng thanh xé rách diệp quân lúc này tốc độ vào tới hồn tiêu nhiên thân trước chém xuống một kiếm hồn tiêu nhiên lúc này khống chế hạ phương hồn hải tất sát hai người lúc này căn bản không nghĩ tới, Mục Vân thế mà lại có thể ngăn cản hắn hồn ác nguyên hải, nhất thời ở giữa trở tay chống cự. Có thể là đại bộ phận lực lượng đều là khống chế hồn ác nguyên hải, một phần nhỏ lực lượng phản kháng Diệp Quân, làm sao có thể chống cự. Thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên, hồn tiêu nhiên thân thể tại thời khắc, dây lát ở giữa bị trường kiếm chém chúng, tiên huyết chảy ngang. Có thể là, dù vậy, hồn tiêu nhiên vẫn không có chết đi. Hỗn trướng, hồn tiêu nhiên gầm thét một tiếng, nhất thời ở giữa, hạ phương đen nhánh hồn hải bên trong, xúc tu biến hình, hóa thành lần lượt từng thân ảnh, đứng tại hồn hải phía trên, cầm trong tay hắc sắc trường mâu, sát na ở giữa bắn ra, mục tiêu chính là Diệp Quân. Rãnh, Diệp Quân lúc này giật nảy cả mình, cái này hồn tiêu nhiên sinh mệnh lực cường thịnh, quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Tất cả mọi người là thiên tài, đều là có không phải người thường có thể so thực lực. Hồn tiêu nhiên lúc này, hiển nhiên là triệt để bị chọc giận. Diệp quân lúc này, thân thể ở vào hồn hải bầu trời, căn bản tránh cũng không thể tránh. Giết hắn, Mục Vân lúc này lại là lại lần nữa quát, số tiểu tử, ngươi, nhanh, Mục Vân lúc này, một câu rơi xuống, nhất thời ở giữa, phía sau hai mắt, lại lần nữa lấp lóe dưới chân thái cực đồ, dây lát ở giữa xoay tròn. Thái cực chi đạo, lại lần nữa phóng thích ra, oanh, đạo đạo quang mang, tại thời khắc giết ra, đem những cái kia hắc sắc trường mâu lần lượt ngăn trở diệp quân lúc này lại lần nữa xuất kiếm thẳng hướng hồn tiêu nhiên đáng ghét hồn tiêu nhiên lại lần nữa ngăn cản chỉ là lần này trọng thương trong người hồn tiêu nhiên lại là không có trước đó bá khí thổi phù một tiếng thân kiếm vạch qua hồn tiêu nhiên thân thể tại thời khắc triệt để nổ bể ra tới hạ phương hồn hải tại thời khắc tán loạn diệp quân thân thể từ từ rơi xuống từng ngụm từng ngụm thở mục phân lúc này lại là ngã ngồi tại địa thần sắc tái nhợt đáng sợ liên tiếp sử dụng hai lần thái cực chi đạo làm cho hắn đối mặt áp lực cũng là cực lớn tiểu tử lợi hại diệp quân hướng phía mục phân giơ ngón tay cái lên nói nói thật ngươi để ta xông hai lần hai lần ta cảm giác chính mình hội bị bắn thủng mục phân thờ hổn hển nói ta cũng không có khả năng bắt ngươi mệnh nói đùa a à. diệp quân lại là cười nói tiểu tử ngươi là không hội lấy chính mình mệnh nói đùa sao vào giờ phút này hai người hai bên cùng ủng hộ đứng tại tại chỗ chuyện trò vui vẻ hỗn đản diệp quân người muốn chết sao lúc này nhất đạo khẽ kêu thanh vang lên còn không nhanh giúp ta diệp phù lúc này toàn thân trên dưới thương tích không ít sắc mặt cũng là trắng bệch cả cái người nhìn rất là chật vật diệp quân lúc này không nói nhiều nói nuốt vào một khỏa đan dược tiện tay đưa cho mục vân một khỏa hô nuốt vào bạo phát càng mạnh sức chiến đấu bất qua chiến đấu kết thúc, suy yếu một đoạn thời gian. Ừm, Mục Vân gật đầu, vào giờ phút này, đâu còn quản được có thể hay không suy yếu, hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Đan dược vào trong bụng, nhất thời ở giữa, Mục Vân cảm giác thể nội, khí huyết dâng lên, giới lực thậm chí đều là sôi trào lên, hư thoát cảm giác dây lát ở giữa tiêu thất. Đi, Diệp Quân lúc này, thẳng đến Diệp Phù mà đi, hồn ảm lúc này, thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía tỷ đệ hai người. Phế vật, cái này lời nói, cũng không phải là hướng về diệp phù cùng diệp quân, mà là hướng về chết đi hồn tiêu nhiên. Hồn ảm ngược lại nhìn về phía diệp phù cùng diệp quân hai người, lạnh lùng nói, diệp tộc thiên kiêu, danh bất hư truyền, có thể là, cũng không gì hơn cái này thôi, nếu không phải tiểu tử kia. Hồn ảm nhìn về phía mục vân, sát khí mạnh mẽ. Mục vân lúc này lại là lộ ra đồng xúc nụ cười vô hại. Khóa thiên nhị trọng, hồn ảm thần sắc lạnh lùng chỉ là hóa thiên nhị trọng mục vân, lại là thi triển ra đại ấn, thiên địa hồng lô, cùng với cái kia quỷ dị mà ra một cánh cửa. Cánh cửa kia, tựa hồ là thật, có thể phản phất lại là giả. Nhưng là bất kể nói thế nào, lệnh người cảm giác đều là kinh khủng như vậy. Nếu là mục vân là hóa thiên thập trọng cảnh giới, hồn ảm không thể không nói, hắn cho dù là thông thiên cảnh, cũng sẽ không là đối thủ. Đối thủ như vậy, nếu là trưởng thành tiếp, quá khủng bố. Hồn ảm lúc này, sát tâm tái khởi cho dù hồn tiêu nhiên bỏ mình hắn cũng không có khả năng chết tại địa phương này để các ngươi nhìn xem chân chính hồn ác nguyên hải đến cùng là kinh khủng bực nào hồn ảm một tiếng rơi xuống lúc này bàn tay một nắm sát na ở giữa trên bầu trời hắc sắc hồn hải lan tràn ra chỉ là lần này không còn là trong lòng đất mà là trên trời che lấp mấy người chỗ cái này một phiến thiên địa giết một câu uống xong kia đen nhánh hồn hải bên trong từng cây mau thứ, tại thời khắc dây lát ở giữa bộc phát ra, phảng phất trên trời hạ lên hắc sắc mưa to. Chỉ là, kia mưa to, lại là từng cây mau thứ, từng cây muốn mạng mau thứ. Rãnh, Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người, lúc này biến sắc, lần lượt huy kiếm ngăn cản. Mục Vân lúc này, càng là sắc mặt trắng nhợt, thiên địa hồng lô, lơ lửng lên đỉnh đầu, mở rộng mười trượng, đem đến từng chiếc mau thứ ngăn cản. Có thể là, kia khủng bố chấn động lực, lại là làm cho Mục Vân trèo trống, biến càng thêm khó khăn. Đáng chết đồ chơi, lúc này, Mục Vân quát mắng, có thể là, không làm nên chuyện gì. Cái này là thông thiên cảnh chúa tể thi triển đi ra, chúa tể đạo siêu Việt trăm mét, là có một lần chất biến, hồn ảm hồn ác nguyên hải, so hồn tiêu nhiên lại là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà giờ khác này, mặt khác vài vị hồn tộc võ giả cùng diệp tộc võ giả, đều là bị đâm cái thông suốt, máu tươi chảy đầm đìa. Hồn ảm phát khởi ngoan đến, ngay cả mình người đều giết Cái này ra hỏa, liền là người điên Trường 3838, lừa đảo một cái Gặp phải lãnh linh linh, hồn ảm liền truy sát lãnh linh linh Gặp phải diệp tộc người, cái này ra hỏa liền giết diệp tộc người Quả thực là triệt triệt để để người điên võ giả Diệp phù cùng diệp quân hai người Lúc này bằng vào giết ra kiếm khí, tại trật vật ngăn cản Mục phân lúc này dựa vào thiên địa hồng lô Cũng bất quá là miễn cưỡng ngăn cản ở có thể là kia khủng bố lực áp bách càn quét xuống tới, hắn một ngày chống đỡ không nổi, chính là hội bị đâm xuyên. Cái này nhất khắc, ba người đều là tại ngạnh kháng, gánh không được chính là chết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn ảm lúc này, lại là thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, hắn thế nào khả năng hội bị cái này các loại mặt hàng đánh bại. Vào giờ phút này, mục vân phía sau, luân hồi chi môn tái hiện, hắc bạch hai mắt, thái cực đồ án, lại lần nữa lấp lóe mà ra giết một câu uống xong hai mắt bên trong quang mang bắn mạnh mà ra hóa thành lưỡng đạo đoạt mệnh quang trụ bắn giết hướng hồn ảm hừ hồn ảm lúc này hừ lạnh một tiếng bàn chân đập mạnh địa nhất thời ở giữa tại hắn thân trước xuất hiện một mặt hắc sắc tấm thuẫn kia tấm thuẫn cao ba trượng rộng một trượng ngăn cản tại hồn ảm thân trước thái cực chi nhãn công kích tại thời khắc chém giết mà bên trên khanh 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 kim loại tiếng nổ đùng đoàn, tại thời khắc phóng thích ra. Từ từ, thái cực chi nhãn quang mang ảm đạm, mục vân từng ngụm từng ngụm thở. Hồn ảm thân ảnh, tại tấm thuẫn sau xuất hiện, cười nhạo nói, thật làm ta hồn tộc là cái gì địa phương rách nát. Người có trí bảo, ta liền không có sao, đây là đỉnh tiêm thất phẩm giới khí, thôn hồn thần thuẫn, công kích của ngươi ta biết rõ rất cổ quái, cho dù là thông thiên cảnh, ngạnh kháng xuống tới, cũng sẽ thụ thương hồn ảm vào giờ phút này, ở trên cao nhìn xuống, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta chống đỡ không được, tỷ. Diệp quân lúc này, hai tay trầm trọng, rốt cuộc không vung lên được. Diệp phù lúc này, một kiếm chém ra, mau thứ bị đón đỡ, nhìn thấy đệ đệ gặp phải nguy hiểm, dây lát ở giữa ngăn cản tại Diệp quân thân trước. Diệp quân, số tiểu tử. Diệp phù lúc này, chửi nhỏ một tiếng, có thể là vẫn y như cũng nghĩa vô phản cố ngăn cản tại Diệp quân thân trước. Phanh 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 trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Diệp Phu lúc này chỉ cảm thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là lúc này, một chiếc đỉnh lô lại là xuất hiện ở hai người thân trước. Mục Vân thân thể lúc này lao vùn vụt mà lên, ngăn cản kia mau thứ. Thấy cảnh này, hồn ảm thần sắc lạnh lùng nói, liền là bình thường thông thiên cảnh, cũng khó có thể ngăn cản, thiên địa hồng lô, quả nhiên bá đạo, tại người cái này tiểu tiểu hóa thiên nhị trọng cảnh giới trong tay, thế mà là liền có như thế uy lực. Tốt, Chơi đùa rừng ở đây, hồn ảm lúc này, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, kia đen nhánh hồn hải, tại thời khắc, thế mà là bầy biện ra hạ xuống xu thế. Mà từng chiếc mau thứ, tại thời khắc hóa thành đạo đạo hắc sắc mũi tên, rơi xuống tốc độ cùng lực lượng, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đáng chết, lúc này, mục phân cảm giác, mình tùy thời khả năng bất tỉnh đi. Ba lần thái cực chi đạo thi triển, đã là đi đến cực hạn. Có thể là cái này hồn ảm, cũng không phải là đồng dạng thông thiên cảnh nhất trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực càng là cường đại. Cái này các loại vượt qua cơ hồ thập trọng tranh lệch cảnh giới hạ, cho dù thái cực chi đạo uy lực lại mạnh, cũng là khó mà chống cự. Thiên địa hồng lô hạ, Diệp Phù cùng Diệp quân hai người, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Không có cách nào, Mục Vân lúc này bất đắc dĩ nói, thể nội, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, đại tác mệnh thuật, tại thời khắc, từ từ bốc lên. Dù sao cái này hồn ảm chỉ là thông thiên cảnh, thiêu đốt mấy chục vạn năm thọ nguyên, hẳn là có thể giải quyết. Nội tâm làm ý tưởng này, Mục Vân lúc này, thể nội lực lượng, dần dần kéo lên. Hư, chỉ là, ngay tại lúc này, hư không ở giữa, nhất đạo tiếng hử lạnh vang lên. Hồn tộc tiểu tử, thật đúng là đủ bá đạo, diệp tộc tử đệ, há lại là người có thể giết. Nhất đạo tiếng hư lạnh vang lên ở giữa, chỉ thấy hư không ở giữa, quang mang xuất hiện, một đạo kiếm khí, vạch phá thiên địa, tại thời khắc dây lát ở giữa đánh tới thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên, hồn ảm rên lên một tiếng, thân thể rút lui, ngực xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Mà cùng lúc đó, nơi xa nhất đạo hôi y thân ảnh, chân đạp mấy bước, chính là xuất hiện tại Diệp Phù, Diệp Quân cùng Mục Vân ba người thân trước. Diệp Cảnh Thúc, Diệp Cảnh Thúc, nhìn người tới, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cảnh nhìn thấy hai người thê thảm bộ dáng, tâm sinh nộ khí, nhìn về phía hồn ảm, lạnh lùng nói, người hồn tộc cường giả, tất cả đều bị một vị tà dị thiếu niên chém giết, người còn dám ở nơi đây lỗ máng, tìm chết. Lời này vừa nói ra, hồn ảm lại là thần sắc nhất biến. Mục vân lúc này, cũng là kinh ngạc không thôi. Phá tà, tà đế, tên kia, thật xuất thủ rồi. Hắn chẳng qua là tùy tiện nói một chút, cũng không có thật nghĩ đến, phá tà sẽ ra tay. Nói hưu nói vượn, hồn ảm hư một tiếng, có phải là nói bậy, người xuống địa ngục đi hỏi một chút hồn vẫn sơn hắn nhóm liền biết. Diệp Cảnh lúc này cầm trong tay một thanh độ lượng đại kiếm, kia đại kiếm dài có gần 2 mét, rộng càng là giống như người vòng eo, rất là lỗ vũ mạnh mẽ cảm giác, uy hiếp cảm giác 10 phần. Hồn ảm lúc này, phẫn hận nhìn về phía mục vân ba người. Coi như các người vận khí tốt, một câu rơi xuống, hồn ảm quay người liền đi. Đi đâu, Diệp Cảnh, người dù cũng là thông thiên cảnh, có thể là muốn giết ta, xác thực rất khó, người tiềm lực đã hết, đời này nhiều nhất chỉ là thông thiên cảnh thôi, có thể là ta hồn ảm lại là tiềm lực vô biên, lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi." Hồn ảm lời nói rơi xuống, thân ảnh cũng đã là tiêu thất vô tung vô ảnh. Diệp Cảnh cũng lại không đuổi theo. Vạn nhất hồn ảm đến cái hồi mã thương, Diệp phù cùng Diệp Quân mất mạng, kia liền xong. "Không có sao chứ?" Diệp Cảnh nhìn về phía Diệp phù cùng Diệp Quân, nói, "Đều nói cho ngươi nhóm, tiến nhập nơi nào, cùng ta nói một tiếng, không cần làm ẩu, lần này tiến nhập cổ cung thập tam phương, cái nào là dễ trêu Kia tiêu tam thụ, nam cung nguyên, sở tuấn, hoang côn, quân thánh bân, thác bạt sơn tiêu sáu người, cái nào đợi cơ hội, không hội giết các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái nếu là chết rồi, ta như thế nào cùng tam phu nhân bàn giao. Diệp cảnh nhìn, thân cách khôi ngô, một mặt sâu quai nón, có thể nói là lên lời đến, lại là một bộ cào nhàu bộ dáng Cảnh thúc, Diệp quân nhịn không được nói, ngài đừng lại nhảy, lại lại nhảy, ta nhóm thật ngất đi. Diệp Cảnh nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Cảnh thúc, rời khỏi nơi này trước, đi tìm đại phu người đi. Ừm, Diệp Cảnh nói, tả hữu vịn hai người. Hắn là ai? Chỉ là lúc này, Diệp Cảnh nhìn về phía Mục Vân, một mặt cẩn thận nói. Lừa đảo một cái, Diệp Phu nói thẳng, nghe đến lời này, Diệp Cảnh lập tức tràn ngập sát khí, đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh rộng kiếm, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lập tức lông tơ dựng ngược, bị một vị thông thiên cảnh dây lát ở giữa sát khí khóa chặt, nhưng là muốn nhân mạng. Cảnh thúc, cảnh thúc, diệp quân vội vàng nói, cái này ra hỏa, vừa xem như đã cứu chúng ta, ngài đừng làm ẩu. Diệp cảnh lúc này, một mặt kinh ngạc, diệp phù bất đắc dĩ nói, cái này ra hỏa, tự xưng là mục vân, là lường gạt, nhưng là, lại liều mình cùng chúng ta cùng một chỗ, đối kháng hồn ảm, hồn tiêu nhiên, càng là liên thủ với diệp quân, giết hồn tiêu nhiên. Nghe đến lời này, Diệp Cảnh thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lúc này, lại là bất đắc dĩ nói ta thật không phải lừa đảo. chương 3839, Đại Cứu Nương. Diệp Cảnh nhìn về phía Mục Vân, trên dưới giò xét nói, không phải lừa đảo, vì sao muốn giả mạo Mục Vân. Người cũng đã biết, Mục Vân là thanh vũ thần đế Mục Thanh vũ cùng thanh đế Diệp Vũ Thi Chi Tử. Người hôm nay giả mạo, lừa gạt ta nhóm Diệp Tộc, ngày khác bị thanh đế cùng thanh vũ thần đế nhìn thấu, tất nhiên sẽ mất mạng. Diệp Cảnh nghiêm túc nói, trẻ tuổi người, nhìn tại ngươi cứu Diệp Phù cùng Diệp quân phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, tự mình rời đi đi. Nghe đến lời này, Mục Vân một mặt sinh không thể luyến. Ta thật không có gạt người, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân lần nữa nói, nếu không, người nhóm mang ta đến Diệp tộc bên trong đối chứng, có thể tìm Tam Hoàng, hắn nhóm khẳng định biết rõ. Diệp Cảnh nghe đến lời này, sầm mặt lại nói, hào tiểu tử, biết rất rõ ràng tam hoàng không tại ta diệp tộc bên trong lại nói là muốn tìm ba vị đại nhân cố ý a ngươi cảnh thúc cảnh thúc diệp quân lúc này vội vàng nói chúng ta trước đừng thảo luận những này đi ra ngoài trước rồi nói sau nghe đến lời này diệp cảnh sắc mặt hơi hơi hòa hoãn đi thôi đại phu nhân tại bên ngoài chờ đợi ta nhóm muốn rời khỏi nơi đây rời đi nghe đến lời này diệp phù cùng diệp quân đều là sắc mặt khẽ giật mình lúc này tứ đạo thân ảnh, rời đi bí cảnh, xuất hiện tại cổ cung bên trong. Tại thời điểm này, cổ cung một tòa quảng trường, vụn vặt lẻ tẻ, trên trăm đạo thân ảnh, phân biệt triển khai, tựa hồ chờ đợi cái gì. Phù Nhi, Quân Nhi, lộng lẫy đoan trang thi Mỹ Quân, nhìn thấy Diệp Phù cùng Diệp Quân, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp tộc một đám người, tại thời khắc tụ tập cùng một chỗ. Đại Nương, Đại Nương, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là kho người thi lễ. Đại Nương, Diệp Trúc Thiên Thê Tử, Mục Vân đánh giá cái kia trung niên vận phụ, cái này vị, dựa theo xương hô đến nói, xem như chính mình. Đại cứu nương, vào giờ phút này, còn dư các phương, cũng là ở phía xa, có một ít người trở về quảng trường. Tựa hồ các phương đều là bắt đầu triệu tập chính mình đám tử đệ, tụ tập cùng một chỗ, dự định rời đi. Đại nương, tại sao phải đi, ta nhóm không phải vừa mới tiến đến không bao lâu sao? Nghe đến Diệp Phù lời này, thì Mỹ quân mở miệng nói, nơi đây có nguy hiểm, ta nhóm còn là thừa dịp sớm rời đi tương đối tốt. Nguy hiểm, cái gì nguy hiểm, thì Mỹ quân lần nữa nói, hồn vẫn sơn đám người kia, bị một cái tà dị thiếu niên lang giết, hơn nữa, ta nhóm xâm nhập tra nhìn, thế mà phát hiện, nơi đây cổ cung, thế mà bắt đầu từng tòa tiêu thất, giống như hải thị thận lâu, lần này tất cả mọi người là dung. Thiên cảnh đến, không có dũng khí quá mức mạo hiểm. Mục phân nghe đến lời này, nội tâm lại là tán thưởng. Tà đế cái này người, nói chuyện ngược lại là giữ lời, không tệ. Diệp Phù lúc này thấp giọng nói, hồn ảm chạy, hồn tiêu nhiên bị ta nhóm giết. Ừm, thì Mỹ quân lông mày nhíu lại, Diệp Phù cùng Diệp quân thực lực, nàng còn là biết đến, bằng vào hai người, muốn giết hồn tiêu nhiên đều khó, thế nào có thể khiến đến hồn tiêu nhiên bị giết, hồn ảm chạy trốn. Lúc này, Diệp Phù nói lên tại bí cảnh bên trong sự tình. Thì Mỹ quân ánh mắt rơi trên người Mục Vân, Mục Vân, Mục Vân chắp tay nói, cứu nương tốt. Diệp cảnh lúc này thần sắc một lạnh, quát thật không biết xấu hổ, người thật đúng là có dũng khí hô. Thì Mỹ quân lúc này, ánh mắt lại là Thủy Trung nhìn từ trên xuống dưới mục vân. Đến ta Diệp tộc bên trong, giả mạo Diệp vũ thì muội muội hài tử, hàng năm không biết bao nhiêu người, kết quả, đều là bị ta Diệp tộc tàn nhẫn chém giết, trẻ tuổi người, người có thể không cần sai lầm. Nghe đến lời này, mục vân nhịn không được cười nói, ta nếu là nói láo, người nhóm cũng có thể giết ta. Thì Mỹ quân nghe đến lời này, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt từ đầu đến cuối, đều là tràn ngập rò xét. Nếu như người thật không sợ chết, liền theo chúng ta cùng một chỗ, trở về diệp tộc đi. Thì Mỹ quân lúc này tiếp theo nói, chỉ là, nếu là giả mạo, ngươi. Có thể là tuyệt vô sinh đường, những năm gần đây, cho dù là hồn tộc, giả mạo Mục Vân, ta diệp tộc cũng có đặc biệt biện pháp phân rõ. Mục Vân chỉ là cười cười, thân phận của mình, kia làm cho người ta nhớ thương A. Mà giờ khắc này, nhìn xem bên cạnh người mười mấy người, thì Mỹ quân mở miệng nói tốt, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta bây giờ rời đi. Nói, thì Mỹ quân dẫn mười mấy người, hướng thẳng đến lối vào mà đi. Mà võ tràng bốn phía, các đại thế lực võ giả, đều là tại lo lắng chờ đợi, tìm về môn bên trong đệ tử, chuẩn bị rút lui. Rời đi hoàng đế cung, xa xa quay người nhìn lại, kia hoàng đế cung nội ngoại, thương mang chi sắc tái hiện. Mà cái này hư vô pháp thiên, không gian trùng điệp, hiểm cảnh trùng điệp. Lần này, hoàng đế cũng xuất hiện tại địa phương này, lần sau, sẽ như thế nào, chỉ sợ ai cũng không biết. Mục vân lần này, được đến hoàng đế kinh, hoàng đế chi nhãn, có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Đến mức phá tà kia người, mục vân ngược lại là không có thế nào để ở trong lòng. Người này tính cách cổ quái, mình nếu là không đi trêu chọc hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đến trêu chọc chính mình. Mười mấy người, tại thi Mỹ quân dẫn đường, cẩn thận tránh né hư vô pháp thiên bên trong vết nứt không gian, tại thời khắc hướng phía hư vô pháp thiên bên ngoài mà đi. Mà từ từ, thì Mỹ quân tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Đại phu nhân, thế nào rồi? Diệp cảnh lúc này hỏi, thì Mỹ quân đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, mà sau mở miệng nói cùng một đường, ra đi. Theo thì Mỹ quân lời nói rơi xuống, chỉ thấy hư không ở giữa, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Mà kia lần lượt từng thân ảnh, thân mang trường sam, các loại các khác, có thể là trên lưng đều là khoác một kiện thanh sắc áo choàng. Đệ bát thiên giới, phi hoàng thần tông người, thì Mỹ quân lúc này thản nhiên nói, phi hoàng thần tông, đệ bát thiên giới, đệ bát thiên đế, đế đằng phi ngồi xuống chấn đỉnh tiêm nhất đảng thế lực. Mã huyên trưởng lão, nhìn thấy kia cầm đầu một tên, dáng người gầy còm lão giả, thì Mỹ quân thần sắc bất thiện nói, người cũng đã biết, nơi đây có thể là tiêu diêu thánh khư, cũng không phải là đệ bát thiên giới, tại địa phương này đối ta diệp tộc người động thủ. Mã Huyên lúc này, lại là cười hắc hắc, lộ ra một miệng răng vàng, sau đó nói, ta tự nhiên là biết rõ, chỉ là, phía trên có lệnh, chúng ta cũng là tuân lệnh hành sự thôi. Những năm gần đây, người nhóm Diệp Tộc nhận các phương chèn ép, nếu không phải tam hoàng danh đầu vẫn còn, chỉ sợ Diệp Tộc tình cảnh càng khó, ta nhóm cũng bất quá là lửa cháy thêm dầu thôi. Nghe đến lời này, Diệp Phu lại là khẽ nói, người nhóm phi hoàng thần tông cùng hồn tộc, câu kết làm bậy, người còn không biết xấu hổ nói chỉ là lửa cháy thêm dầu mã huyên lúc này nhếch miệng cười cười sau đó nói thì mỹ quân diệp tộc khí số đã hết cần gì như thế dáng chống đỡ lấy chờ đợi mục thanh vũ cũng không có ý nghĩa gì dù sao mục thanh vũ thành thần đế có thể là so đế minh đại nhân càng muộn thực lực có thể không cùng một đẳng cấp từ diệp tiêu diêu bỏ mình diệp tộc khí số đã hết người nhóm diệp tộc người lại là thủy trung nhìn không thấu cái này một điểm diệp tộc khí số phải chăng chấm dứt không phải ngươi phi hoàng thần tông nói tính đế đằng phi tại cửu đế bên trong thực lực không phải tối cường có thể là tâm nhãn lại là nhiều nhất mã huyên lúc này lắc đầu lần nữa nói chúng ta phụng mệnh trước đến thì mỹ quân hôm nay là ngươi mất mạng ngày bằng ngươi mã huyên chỉ sợ giết không ta thi mỹ quân kia có thể đến thử nhìn một chút mã huyên lúc này mỉm cười thân ảnh lóe lên giây lát ở giữa phía sau xuất hiện một đôi vũ rực trong nháy mắt xuất hiện tại thi mỹ quân thân trước. Diệp cảnh, mang phù nhi cùng quân nhi rời đi. Vâng, thi mỹ quân lúc này, vừa xài bước ra, thể nội khí thế bàng bạc, dây lát ở giữa phóng thích ra, bốn phía không gian, tại thời khắc xuất hiện đạo đạo vòng xoáy. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.